mai mấy chị ơi. Vô lấy hai nha mấy chị. Bây giờ mình xả nha, đồ xả nha. Xả đồ để mai đi đơn nha. Mấy chị chia sẻ bài giùm em đi. Chia sẻ bài đi giùm em đi để em xả đồ cho mấy chị luôn nè. Gọi tên em đi sớm. Dạ, em chào chị Bắc Ngô ạ. Em chào chị Bắc. Chị khỏe không chị Bắc? Dạo này chị còn khùng như lúc trước không? Rồi cuộc sống chị sao rồi? Nửa đêm chị có hay giật mộng lên không? Đó là một câu hỏi thăm chân thành nhất từ em. Hello chế thị liễu. Liễu cành liễu sơ sát ngoài hiên. Em khổ lắm chị à. Đủ má sao thiệt, tao nói thiệt luôn. Đủ má số tao vô mà tao đề ba vô tao hỏi ai cũng kêu khổ hết trơn á. Tao mới khổ nè. Bộ chị bận mua chân Alistar chính chủ nè cưng. Rồi bát luôn. Nè 1.8. Hàng new. Có một bộ duy nhất à. Mua bên chân Alistar chất đẹp lắm. Lấy để cho 1.8. Đây. Còn tát luôn. Có một bộ à. À, lấy em để cho mọi người 1.8 nha. Chào shop, lại gặp shop nha. Con lỉ này thiệt chứ đủ máu của mình nó hàng 8 cái nít. Hàng của bếp cô Lan chắc mốt mới like được. Ngày mai đi đơn, giờ like hết nổi. Cho cục nhật lệ đều ba vô sale trước đi. Ngồi dung địa. Mày thấy cái nghe nó ác với tao. Đúng quá. Cái cọng này mà vô trong đây chắc nó thắt cổ chết luôn. Con đỉ này nó ác thiệt. Chị em xem đồng hồng canh mặt. Ủa em hồi nãy có ghi này chút mon không? Ghi rồi. Ừ hết rồi. Có đồng hồng này đẹp nè, 280, hàng Nari nè. Ngọc của nó nè. Đây nó dày lắm, 280 size S nè. Con nó đẹp lắm luôn á. Ai lấy thì chốt. Còn con nu nữa. Cái mặt em đang đang ấy thuốc á mấy chị, nó nổi mụn lên. Rồi lên đỉ lệ nè. Rồi lên lệ nha. Ê, ê Phương, em gọi Hồng Ngọc với nói lên đồ chị lệ nè là nó thích nè. Em không quen bận kiểu như vậy, hi hi. À vậy hả. Rồi lên đồ cũng đỉ lệ nè. Đây rồi quần jean nam nha mấy chế ơi. Ý à, nghe gọi hình su siêu đi. Nó phái đồ của con lệ nè. Hình su siêu. Còn Phương gọi cho con gì tao quên rồi. Mới nói đây quên. À không Ngọc. Nói chị đang like đồ chị lệ nè. Rồi à lấy mã này chốt mã này giùm em. Hình như nó hơi gọn phải không mấy chế ơi. Em cho nó ra xa xíu nha. Rồi ai lấy mã này chốt mã quần jean nam nè mấy chị. Jean nam nè. Đây shop bán nè mấy chị. Đây shop bán nè 360 nè. Chào chị yêu. Trời ơi như đang khổ. Đang cày. Đang cày cho bách hợp đây nè. Bách hợp nha. Hết tiền rồi. Ai ngày hôm qua chị xả mà xả cái bao của em cũng được nhiều tiền lắm luôn. Ngày hôm qua chị xả bao nhiêu. Xả thôi chứ chưa có khui mấy cục mới ra luôn. Em ngủ mấy cục mới chưa là khui luôn. Xả mấy cục cũ cho em. Thấy chị giỏi không? Trời ơi, không thương em mà sao chị giỏi được. Lấy bao cũ ra, ngồi xả gần chết. Mày luôn còn mấy cục mới chưa dám đụng vô. Ơi em gửi tai nghe qua đi. Chị like nha, tai nghe đang hot á. Rồi,
À, lấy mã này chốt mã này cho em nè mấy chị ơi. Rồi 80 ngàn giùm em luôn. Đây. Hả? 80 ngàn. À, lấy mã này chốt mã này cho em 80 size 28 nè mấy chị. 80 ngàn giùm em nha. Hồi siêu siêu có đó. À, lấy 80 chốt chục 8 giùm em. Cảm ơn chị yêu nhiều nhiều. Ờ, cho em có tiền sắm vàng. Chị em có tiền sắm vàng chứ. 80 ngàn size 28 cho Yến Loan nè. Hello cho Yến Loan nha. Rồi 80 nè. Rồi tiếp. Lên đồ tỷ lệ cái đã. Đây. Rồi em lên một cái quần jean nữ nha, cao cấp nha. Rồi A lấy chốt em quần jean nè, 50, hàng new 50 ngàn. À, tại vì đồ này đồ của Hugger á mấy chị. Mà khách em mới đòi đồ của nhỏ này không, bây giờ em phải lên chứ. Em lên nè. Rồi A lấy chốt em 50 ngàn size M, 50 giùm em nha. A lấy quần chốt quần 50 cho em nè. Tai nghe tối la xong gọi em nha. Vậy thôi, vậy giờ em ship qua luôn đi. Tối chị la thì tối chị hai ngồi vào nghe cái chuỗi liền he. Em cũng muốn sắm vàng này sớm 50 cho Yến Loan nè, lên đồ cũng tỷ lệ nè, đủ mấy lệ lồn này thì chị. Mấy chị thấy có ai mà em đi ký gửi mấy chị nè, đây nè mấy chị thấy chữ gì đây không, lệ lệ lồn, lệ lồn thấy không, là lồn lệ đó đó, em ghi là phải bài bản lệ lồn là lồn lệ l đó. Lệ, lệ lấy lồn lạ, lệ lứng lồn, lồn lạ, lệ, lại, léo, ly, đó, thấy không, chữ L không à, đó, lồn lạ, lệ lồn. Rồi tiếp nè mấy chị, rồi em vô tiếp nha, rồi em vô một cái quần jean nam nè, đây, của chồng nó nè, mua về cho chồng nó không mặc 70 luôn, cái này là đen trơn, đẹp lắm luôn, ơi lộn 80, em đang đi công việc rồi, nay em đi tới khuya với về mai nha anh chị. Chết dễ ấy trời. Rồi ai lấy chốt em 80 nè, jean nam cao cấp Discoa thì dùm em 80 ngàn. Size 28 trơn nha, này đồ của chồng nó. Nó mua cho chồng nó, cái bắt đầu chồng nó không mặc. Ê! Nghe. Ê Mai. Dạ. Có cái bao mà bị bơm về cái quần jean hôm bữa á, nhớ không? Một bao á ngay có cái góc á, đem vô đây cho chị xả luôn, mấy chục ngàn, 40 50 gì đó. Lồn mà không nướng là hết xài nha. Ủa hồi nãy nghe nó gọi cho con hình su siêu chưa? Sẽ quần jean nam. Rồi ai lấy mã này chốt em 80 nè, đẹp lắm nè mấy chị ơi. 80 ngàn. Đồ của Nhật Hạ, để mốt chị like nha. Biết sao không, mấy nhỏ này đủ má nó ám chị quá luôn á. Nhật Hạ ơi, có giày nam không chị? Không, không có giày nam. Chị có đầm đi đám cưới không ạ? À? Chị bán đầm đi đám cưới, em hỏi chị có đồ đám cưới không, chị biết đừng trả lời luôn á. Em muốn mẫu gì, em muốn dâm đá, em muốn đầm đá, hay là em muốn cái gì đám cưới mặc cái này được không? Đó, đủ màu đó, đẹp không? Đó. SM không ăn mà like luôn hả chị? Trời ơi buồn quá. Cục nam kia mai da. Ờ không 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 không. Cái cục quần jean á ghi là đồ nhà. Rồi. À lấy quần jean nam, chốt quần jean nam cho em nè. Đó, 80 nha. Rồi lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp đây. Rồi a lấy mã áo len cao cấp nè mấy chế ơi, đây. Đó. Cái hàng này mấy chế mặc cái quần sọt jean giùm em rồi để mấy chế 40 ngàn. Để chia sẻ cho thầy ạ, à, nữa má mày quậy tao nữa. Em nhận được đồ rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị nhé, cảm ơn Lan Xuân nè. Đây, mày trả lời Lan Xuân nó bả đang like. Rồi ai lấy chút em 30 ngàn. Em xem cúp đá đi chị. Để hỏi chút, hỏi chị nghe sáng gì chút. Có bọc vùng rin đó đồ nhà. Rồi em lên tiếp nè. Cúp đá là cái nào? Em chuẩn bị sinh nhật có đầm mô không? Có cái đầm lệ lồn không được không? Có mai 29 không chị? Là cái gì? Bữa nay sao ai hỏi kỳ kỳ à, có sai hỏi có mai không. Rồi a lấy mã đầm này chốt em đầm nè, đây. Rồi vải vét nè mấy chế ơi, rồi mã này a lấy chốt đầm vải vét cho em nha. Đầm vải vét này em để mấy bài 50 ngàn. A lấy 50 chốt 50 cho em, 50 giùm em nha. 50 là 50 giùm em, 50 giùm em. Lấy cái bộ trên bàn chị đây, có cái hộp á. Rồi em có cái vòng này nè của bé này, nó mua 1 triệu mấy nha mấy chị. Chị nào lấy chốt em 200. Đây cũng lệ đây, 200 ngàn. Chế nào lấy vòng trầm hương, chốt vòng trầm hương cho em, đẹp không? Rồi để 200. Há hà ha. Ê chị có một cái bao quần riêng ở đâu ta? Ghi chữ đồ nhà. Ghi chữ đồ nhà đây nè. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em nè. Đó để mấy chị 200 thôi, 200 ngàn giùm em nha. Ai lấy 200 chốt 200. Mẻ này 200 nha mấy chế ơi. Nè, vòng trầm hương nè. A lấy chốt em 200 ngàn. Trời ơi, đẹp lắm luôn á mấy bà. Sao không có ai coi hết trơn vậy? Không ai coi, tắt à. Rồi tiếp nè.
Set thể thao giùm em luôn, cưng lắm. Rồi set này hàng xịn nha. Ai lấy set này chốt em, set này cho em coi lại áo đỏ. Lại đỏ 50, đỏ 50 này đẹp nữa không? Vàng. Mới luôn, hàng hàng vải vét á. Hàng thiết kế mà size M đẹp lắm, cổ vuông lên vậy đây nè, kín đáo nhưng mà rất là đẹp. Mới luôn, đồ nhỏ này mới không à. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em 50 nè mấy chị. 50.000. Rồi ai lấy mã này nè. Trời ơi cái set này đẹp cực kỳ luôn đó, nó mua rất là mắc luôn mấy chị, nhìn vải nè. Rồi set để với bà 60 nha. Ai lấy set chốt set new size XML vừa. Đúng không? Ờ nó đó. Rồi 60-50 cho hoa hồng vàng nè. 50 nè. Rồi tiếp nè. Rồi ai lấy set này chốt em 60 new nè. Set 60 new. Rồi tiếp nha. Tiếp. Em lên cái đầm đỏ nè, xịn nè. Đầm đỏ này hoa hồng vàng mặt đẹp. Em dưới con bé này một size á. Nè của đô la hôn mình nè. Đẹp ghê chưa? Rồi đỏ em để với chị 70.000. A lấy đỏ chút đỏ size M cho em 70. Đỏ size M nè, ngọc bắn giùm em luôn nha. Cái này hàng này mặt Noel là xuất sắc. A lấy đỏ chút đỏ 70. Đỏ 70 giùm em luôn, đỏ 70 nè. Đỏ 70.000. Chế nào lấy 70 chút 70 cho em. Rồi em lên một cái đầm body xịn. Đầm này thì A cũng biết rồi, đúng xịn luôn. Rồi mã đầm này chế nào lấy chốt em mã đầm này giùm em nha. Đó. Rồi mã này là size M giùm em luôn. A lấy mã này chốt mã này cho em. Đó em để cho mấy chị ha, mã này 70.000 nha. 70 nè. Không ai mua hết trơn vậy. Rồi em lên một cái quần nịt bụng nè. Đây, quần nịt bụng Quảng Châu, chị nào lấy chốt em 45.000. Quần nịt bụng Quảng Châu 45.000 luôn giùm em. Đây. Nè co giãn nè. À, 70 cho ảnh viện Julia nè. Lấy đỏ hay là lấy nâu? Lấy đỏ hay là nâu em? Rồi quần nịt bụng giùm em nha, em để cho mấy chế luôn. Đây, 45.000. Mã này 45.000 giùm em luôn. 45 giùm em nha mấy chế ơi. Nè, cái áo đó. Rồi em lên đôi giày nè. Trời ơi má ơi đúng xịn luôn á. Áo liner bao nhiêu vậy bạn? Dạ 200 á chị Phạm Trúc ơi. Rồi Gucci cao cấp giùm em luôn. Mã này là size hàng siêu cấp á mấy chị. Rồi mã này là size 36 giùm em nha. Đây Gucci nè. Đẹp không mấy chị? Hello chế yêu, ta hỏi mày lấy cái 70.000 mà lấy màu nâu hay màu đỏ mày vô mày hello lại. Ô là trời á, ảnh viện ơ. Rồi a lấy mã này, đỏ ờ đỏ, ta hỏi màu gì thì trả lời màu đỏ đi, vô hello một cái cho nó dày cho Trần Lệ nè. Để cho Trâm Gửu nè, siêu cấp nha. Đẹp lắm luôn á, Trâm Gửu nè. Nè. Trâm Gửu nè, ghi tiền cái Trâm Gửu với lại 70 nè. 70 nè. Rồi tiếp nè, đây, áo ngực xịn giùm em luôn nha. Đó. Áo trắng sâu bao nhiêu vậy? 200 á chế. 200 á. Rồi a à, lấy áo ngực xịn giùm em luôn, cái này mặc bờ ra cũng được, hàng Thái Lan nè. Cái này khách em mua mà chưa có mặc nha. Vậy đó họ không biết mới không mà không ai đụng tới luôn á. Mua không mua thôi xả ra. Chịu thôi à, chẳng chó gì á. Đó, tôi thích thì tôi bán, tôi không thích tôi xả ra vậy đó. Rồi. Đó. A à, lấy mã này chốt mã này cho em. Rồi, để em coi size cái a à, lấy hai cái trắng đen luôn. Rồi để cho mấy bà ha, hai cái này 90.000 đây. Cao cấp size 38. Chưa ai đụng vô hỏi mới không? Rồi ai lấy mã này size 38 nè mấy chị vú. Ủa lộn, 36 nha, vú lộn gì mà bự vú trời. Rồi size 36, hàng cao cấp luôn, túi zip luôn. Rồi hai cái 90. Nâu 70 cho Triệu Phong nè, ok nè, lên địa chỉ số điện thoại nè. Hai cái cho Tina Nguyễn luôn nè. 90.000. Đây. 90 nè. Hai cái nè, với cái kia nhiêu vậy? 70 nâu nè, rồi. Ai lấy quần địch bụng, chốt quần địch bụng cho em 45.000. Rồi vòng trầm hương ta mua 1.000 mấy nè mấy bà nội. Bán 200. Chưa xài luôn, thơm lắm. Ừ. Ai lấy vòng, chốt vòng trầm hương cho em 4 vòng nè, thấy không? Rồi để cho hai xị nè. Trời ơi, thơm quá. 200.000 giùm em nha. Vòng 200 nha mấy tình yêu ơi. Triệu Phong kìa. Rồi tiếp cái gì đây vậy? Cái gì mà trong túi zip? Coi mua riết ghiền bà chị luôn á. Trời ơi ghiền chứ sao không, chị còn ghiền em với nó chi. Rồi em có một cái quần địch bụng nè mấy chị. Trời ơi xịn niu luôn. Rồi ai lấy quần này chốt quần này cho em để cho mấy chị ha. 40.000. Quần 40.000 nha. Cao su non nha mấy chị đây. Chắc là cao su non luôn á. Thấy ghê không? Mát đích. Mặt khỏi bị ghẻ thông hơi. Đó. Đích chị nào ghẻ mặc cái quần này vô. Nó mát dữ lắm. Rồi em lên địch bụng cao cấp nè. Đó. Đẹp không? Đẹp không mấy chị? Nè. Rồi nịt bụng em để mấy chị 70.000 cái, em có hai cái luôn. Nịt bụng size M nha. Đó. Nó có tăng đơn nè. Rồi ai lấy nịt bụng chốt em 70.000 cái. Chị bán quần áo đẹp ghê, cảm ơn hàng Ngọc Bích nè. Rồi ai lấy nịt bụng chốt nịt bụng cho em nha, 70.000 một cái nha mấy chế ơi. Nịt bụng 70 chột, 70 chột.
chế nào lấy 70 đẹp bụng niu nè. Đó, gel được bụng này để mặt đầm nè, 70.000 cái. Chế nào lấy 70 chốt 70 cho em. Trời ơi, cái set này bà nào tin em đi, nhận về nếu mà không đẹp, không phải hàng chính chủ, giá em bán với chị 60.000. Set hot girl nhìn chất nè, đẹp lắm, màu hồng luôn, 60. Bà nào mua set này về đi vô shop là phải 200 mấy nè, bán với chị 60.000. Nếu mà không đẹp á, em bao mấy chị trả lại mới luôn nữa. Linh thì vào xem chị này like bán rỉ mà chất lượng nè. Shop mình ở đâu? Dạ em ở Mỹ chị. Bang của em là tiểu bang California. Dạ. Chị cứ chốt và chị cứ chốt đi, em ship về Việt Nam nha. Em ở Mỹ. Rồi tiếp nè. Về. Rồi em lên tiếp nè. Đó, đẹp chưa? Rồi cái quần này là cái quần địch bụng giùm em luôn. Đẹp không mấy chị? Rồi ai lấy quần địch bụng, chốt quần địch bụng nè mấy chị ơi. Xe ra quần. Đây em có hai cái luôn nè. Trời ơi, méo nó đẹp. Địch bụng không à. Rồi, ở Mỹ Tho hay shop Hoang Mỹ, Mỹ tiểu bang Kelly. Hai cái này em để với chị 100.000. Hàng xịn, cái này khách người ta mua 100 mấy cái đó. Hai cái 100.000 new nè mấy bà. Đó đẹp ghê. À lấy hai cái quần địch bụng này nè. Nè đó. Cái này mấy chị mặc đậm á, nó dễ, nó rất là tiện luôn. Nè nhìn cái hàng này. Hàng xịn đó. Hai cái 100.000 giùm em nha. À lấy hai cái, chút hai cái 100 cho em. Trời ơi mấy cái này xịn lắm á. Quần xanh bao nhiêu? Lấy hai cái đi con, đỉ vô đủ má, ta bán hai cái hỏi quần xanh nhiêu. Quần xanh nó bán 90, còn cái màu nu 10.000, lấy hai cái 100.000. Gọi tiếp nè. Đó, đợi mày hỏi hết mẹ nó rồi. Phương Đặng. Đó, 100.000 hai cái. Em bắt dạy lắm mấy chị mua một cái bán 90, mua hai cái bán 100.000. Em vậy đó. Rồi em lên cái màu hồng nè, đây. Trời ơi cưng ơi. Đây em còn một cái này nè, cái này đẹp nè. Trời ơi cưng chúa. Ôi màu hồng rồi, 60. Cái này khách mua tới 100 mấy, lượng 60.000 giùm em cái này nha, yêu nha. Trời ơi cưng màu hồng, 70kg cũng vừa nữa. Quần mu, làm được có quần mu. Cái quần này 45.000 nè, hồng cho Nguyễn Điểm nè. Cái gì mày, đủ má cái gì thằng lồn. Nhậu hả thằng lồn. Rồi hồng nè, 70 nè cho Nguyễn Điểm nè, 70.000. Rồi, phải nghe chị chửi mấy con đĩa. Rồi ai lấy mã này, chốt mã này cho em 45.000 nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, 45.000 giùm em. Ai lấy 45 cho em nha. Nè, xịn không? Trời ơi bao xịn luôn. Trời ơi nịch cái bụng vô cho nó, bụng nó khỏi bự nè. Đó, coi giãn hàng câu cấp 45.000. Em cái áo len này là 40 nè mấy chị. 40.000 nè. Ai nói buồn dậy vậy? Hu hu buồn dậy, lẽ gì? Chưa nhận luôn. Rồi ai lấy áo len này, chốt len cao cấp cho em 40.000 nè. Đây. Mùa đông không lạnh nha, 40. Rồi tiếp lên set tiểu thư. Ai lấy set chốt hết tiểu thư cho em 50. Set 50 cái gì vậy? Set tiểu thư 50. Ai lấy 50 chốt 50 giùm em. 50.000 giùm em nha mấy chế ơi. Nè, SML vừa đằng sau có nhúng luôn. Nè, thấy vải không? Đẹp không? Set 50 cho em đỉ hình su siêu nè. Ơi cái quần đi nam mà đẹp là hình su siêu. Tôi cho mày coi nè, riêng em này đẹp lắm. 80.000, hàng new. Em nói vô điện bữa giờ mà không nói gì luôn. Đây, rồi ai lấy mã này, chốt mã này cho em 80 nha. Quần riêng em discredit nè, new luôn. Size 28 nè, ai lấy chốt em 80 nha, 80.000. Quần cho Nguyễn Điểm nè, size 28, quần riêng em nha mày. 80.000 nha. Rồi, lên xin kể bắt hợp với Nhật Lệ đi, đủ má nghỉ lệ lùn mày, nó hối dữ quá trời hối. Em like mà một tuần quần em hết rồi. Ơi em lên xẻ quần riêng nam hả, 40-50.000 cho mấy chị luôn. Rồi đưa qua đây, bị sĩ bơm về đây. Rồi em lên một cái nữ vô xì siêu cắt. Rồi chị nào lấy chốt em 50.000 đủ má, nhận con này về không. Em có giày màu đỏ size 37-38 không em? Ơi đồ đỏ lông mình chốt ai chưa, 37-38 thôi chị đỏ bên kia. Rồi em sale cho chế luôn 200.000 phụ đi ship luôn, em bán trên like. Đỏ cao ở trên được em. Đỏ cao nữa kìa. Có đỏ đá nữa kìa. Đây nè, size 39 nè chế ơi. Rồi sale chế luôn 150 luôn nè, sale cho quý là 150 luôn nè, lấy đi 150 nè, size 39 nè. Rồi đôi này là size 38.5 nè, em lấy quần nam từ nữ cho Trần Lệ nè, size M nè. Cái này là shop bán 200 mấy á nè. Đỏ này là đỏ đá này, đây nè, chế mang ha, xong chế rút dây gì đây nè. Đỏ đá này em sale 200 đồng free ship luôn. Rồi đây, đó đẹp chưa, size 38.5 nè. Rồi đôi này 150 luôn nè. Chế lấy đôi nào thì chế lấy, đẹp lắm, 150 nè, đẹp lắm luôn.
nhận hàng giờ là ghiền liền, em nói thật sự luôn á, em không có xạo đâu, đưa người khác rồi, đấy quần đi nam nó để cho người khác đi kìa, để cho mình lợi rồi. Ok nè, ABC cờ giờ đây, gửi một ảnh. Rồi em lên tiếp nha. Đâu? Rồi xả luôn, xả xốp size 32 nam nè. Rồi, cái này là sỉ thì nó bơm về em để cho mấy chế luôn. Nam 32. Nam size 32 50.000 được không mấy chế? 50 nha. Rồi chị đưa người khác rồi Nguyễn Điểm ơi. 50 size 32 hàng hiệu bên trong nè, new tag luôn. Rồi cái này giống như hàng Levi's chị á mấy chị nè. Hàng hiệu nè, rồi 50.000 size 32. Ai lấy 50 chốt 50 cho em. Em bảo đảm với mấy chị thích liền. 32 trên Shopee siêu 50.000. Rồi. 32 nè. Rồi em lên tiếp nè, nam nữa nè. Rồi ai lấy nam này là size 30 nè, đẹp ghê chưa. Rồi, nam này em để cho mấy chế 40 nha, hàng new 40.000 luôn. Trời, hàng này em bán hơn 200 mấy bây giờ. Bây giờ em xả lỗ còn 40.000 à. Rồi size này là size 30 nè, 40 cho hình su siêu nè, 40.000. Nhận về không đẹp thì thôi á. Rồi, em lên mã này nè, thấy không, hàng hiệu nè. Thấy không? Trời ơi, bị bơm về á, nhìn nó hơi bụi xíu thôi chứ nhưng mà đẹp cực kỳ. Rồi mã này nam giùm em nha, đẹp ghê không? Ai lấy chốt em 70 luôn. 70 size y new tag shop nè, size 29 nè, size 365.000 nè, thấy không? Trời ơi, để cho 70.000 luôn, đẹp ghê luôn á mấy chế, đẹp không? Hàng cao cấp, lưng cao nha, 70. Chế nào lấy 70 chốt 70.000 giùm em luôn. Cho Yến Loan 70 nè, nhậu không gái? Dạ không, em đang làm. Trời ơi, anh Út này để cho em làm kiếm tiền đi làm vú coi, mới vừa ngon ngày đi nhậu quá lỡ mà cái vú tống vô lưng ổng, không nói tao sao, cái gì mà mút không vậy má, để cho kiếm tiền đi trời, kiếm tiền ngày mai đi làm nhậu không gái, kiếm tiền ngày mai đi làm vú nè, để cho em trời, để cho em bán coi. Rồi Linh Linh Ngố Nam nè, hàng cao cấp giùm em nha mấy tình yêu ơi. Rồi 30.000 giùm em luôn, 30 này size gì vậy trời. Rồi 30 này size 30 giùm em. Có áo nơ treo à 200 nha, Trinh Tôn ơi, nam 30 cho Trần Lệ nè, 30 nè. Rồi em lên nam tiếp nè, em lên mớ nam nè, em xem mấy chục ngàn cho hết luôn, em làm biếng quá nè. Con này hàng hiệu giùm em nha, new tag shop nè, 290.000 nè, đây đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi con này ai lấy chốt em, con này là size 32, rồi để cho mấy chế 50, size 32 áo nơ treo 200 nha, có màu xanh với lại màu trắng luôn. Rồi rồi 50.000 nè, new tag nè, 50, ai lấy 50 chốt 50 giùm em nha, 50.000 size 32 nè, 50 nè, cho chế Trần Lệ nè, 50 nè. Rồi em lên một con Levi's, con này hàng hiệu giùm em nha mấy chế ơi, nhìn nè đẹp lắm. Rồi ai lấy con này size 34 luôn, rồi để 40.000 size 34, 40.000 giùm em, ai lấy chốt em 40 nè. Cái quần nó rách gì đây nè mấy bạn, đồ mắc đẹp vậy như hàng hiệu á, đồ nó hơi mắc dậy xíu. Size lớn size 34 nè. Đây, ai mà 80kg, 70kg là mặc cái này giùm em nha. Size 34, 1997 nè mấy chị, thấy không? Hàng cao cấp nè, 40.000 size 34. Tại size lớn của em xem mấy chị đó, 40.000 thôi. Ai lấy chút em 40. 40 cho tiền chậm. Rồi, mã riêng đen chữ nè. Rồi, chế nào lấy chốt em. Đây, đẹp ghê không? Rồi riêng đen chữ giùm em trơn nha, hàng cao cấp. Rồi 50.000, ai lấy 50 chút 50 cho em. Rồi mã này là size 28 nha, 50.000. Ai lấy size 28 nam nè, nó rớt cái cộng tác ra rồi, da bơm về mấy chị. Rồi 50 cho hình su siêu nè, ok nè. Rồi em có 50 này, để em coi size gì đây. 50 này là size, rồi 50 này là size 31 nha mấy chị, 31, 30, 31 gì đó nè. Rồi 50.000 mã 2 new, 50.000 mã 2 giùm em, 50.000 mã 2 nha, size 30, 31 á nè, 50.000 đẹp lắm. Rồi 31 cho hình su siêu nè, 50 nè. Rồi đưa lên rin nam trắng luôn, đây con này đẹp lắm luôn, nhưng mà biết sao bơm về nó dính bụi nhẹ nè mấy chế ha, nè dính bụi nhẹ. Rồi em xem mấy chế nha, con này ha, new luôn nè, còn new tag luôn, 40.000, 40.000 rin nam trắng nè mấy chị, hàng Âu nha, size 32 nè, thấy không, hàng Âu size 32, 40.000 nè. Lưng cao giùm em nha, rin nam giùm em màu trắng luôn, 40.000. Cái này trắng tinh nè, nhưng mà nó bị dính bụi nhẹ có một cái chỗ này thôi, mà em sale 40.000 á nè, đó dính bụi nhẹ có một chấm nhỏ à, mà em sale size 32 hình su siêu 40 nè. Rồi mã này đây, rồi mã này ai lấy chút em nè, dính dơ nè, đó em để mấy bà 20 nè, thấy không,
Đó, hàng đi về nó bị rách cái bọc ở dưới đáy á, nó bị rách đó, sale 20.000. Nó bị dính dơ á chứ hàng new á. Rồi con này size 34 nè, 20.000 giùm em luôn, về giặt giùm em nha. Chứ nó đẹp lắm luôn á mấy chị. Nè Rinh Nam nè, rồi 20. Chế nào lấy 20, chốt 20 cho em hàng new. Nhận về là biết liền à, không ai bán 20.000 mà mấy cái quần này đâu. Áo trắng viền đen nơ chị xem giảm có màu xanh luôn á chị quý, 200.000. Hàng Kiều Huyết Tiên nè. Nè, 200.000 giùm em nha. Em có màu trắng, màu xanh luôn. 20.000 chế nào lấy nữa. Nè. Về gài nơ lại nha. Cái này em gài nhanh á, cái này em gài ẩu á. Ngang ngang gài, gài lại đàng hoàng thiệt á. Đó, ai lấy 20 chốt 20 cho em. Ai lấy mã này chốt em 200.000 một cái nha, Kiều Hỷ Tiên nè. 200.000 ha. Đây, rồi chết mẹ nó về tới rồi. Rồi tiếp chị. Ok chế quý nè. 200.000 luôn nè. Rồi, đây em có cái mã này nè chị quý, lên cái mã mã Dior cho chị quý đi. Dior trắng đen nó đẹp lắm. Với lại đó đó cái Dior. Ừ. Nè mã là 130 nè. Đây. Đây mã này là 270 giùm em nha, 270 Dior siêu cấp nè. Rồi Dior này ai lấy chốt đi 130 nè, đẹp lắm luôn á. 130.000. Đây. Ai lấy 130 chốt 130 cho em. Đó Dior nè, 130 nè. Rồi mã Dior hồng nè, 270 nè. Đó đẹp lắm, mấy hàng hàng siêu cấp không à. Mấy cái này mặc đẹp cực kỳ. Không có áo nam hả chị? Không em. Không có áo nam. Rồi em lên nha, quần tiếp nha, xẻ quần xong em lên đồ hot girl cho mấy chế nha. Rồi tiếp nè. Rồi lên Duyên Nam nè, trời ơi. Cái này size 33, 50.000 giùm em luôn. Nè, New Tab nè, hàng hiệu nè, thấy không. Rồi, size 33 giùm em 50.000. Nè, cái này là lai lọc nha, mấy nha mọi người ơi nè. Thấy nó may lai lọc lên không. Hàng là dạng như hàng hiệu á. Đây, nó may rất là kỹ luôn. Nè, về mấy, về ai thích đó thì mặc mặc thẻ xuống, ai thích thì tự nó lọc lên. Cái lai nó lọc lên như thế này nè, đó. Hàng kiểu á, 50.000. Size 33 cho Tiên Trần Thị Kim nè. Size 33 nè, nè em. Size 33. Rồi em lên tiếp nha. Một cái quần jean nam nữa nè. Rồi đây ai lấy mã này, trời ơi nam này đẹp quá, 70 giùm em nha. Nam này 70 giùm em. Nam này xịn á. Nè New Tax Shop 530.000 nè mấy bà. Rồi chị nào lấy mã này size 31 nè, 70.000. Ai lấy size 31 chốt em 70 giùm em luôn. Chế nào lấy 70 chốt 70 cho em nha. 70.000. Mã này 70 giùm em ha. 70. Ai lấy 70 chốt 70, con này là xịn lắm luôn, xịn nhất trong đây. 70.000. Rồi em lên tiếp nè, đây một 70 cho chế Trần Lệ nè. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em. Trời ơi nó cưng. Đây hàng hàng hiệu nè. Thấy không? Rồi mã này là nam giùm em nha. Nam nè, size nam này size 30 giùm em, rồi 40. Con này quần tây á, mà quần tây Âu á đẹp lắm. Đẹp ghê chưa, rồi 40.000. Mã này là size 30 giùm em nha. Rồi 40.000 new giùm em luôn, hàng new 40 nè. Đấy không, quần tây đi làm văn phòng của mấy anh hot boy nè. Hàng cao cấp luôn, rồi 40. Ai lấy 40 chốt 40 cho em. 40.000 nha, quần tây Âu nè. Lâu lâu mới có được một cái, chứ bình thường không có đâu. Rồi em lên mã trắng nè. Ai lấy trắng chốt trắng new cho em. Rồi trắng new đây. Rồi 40 luôn, trắng new. Trắng này không có dơ gì trơn á, size 30. Trắng size 30 nè, 40.000. Chị nào lấy 40 chốt 40 cho em nha, trắng 40. Đó. Ai lấy 40 chốt 40 nè. Rồi em lên một cái quần nữ nè, trời ơi nó đẹp. Quần nữ Quảng Châu nè, lưng cao nè, thấy không? Cái này như là rin gì á, mà chất của nó nè. Co giãn cực kỳ luôn, dày dặn luôn. Rồi ai lấy chốt em 50. 50 này bên trong lót lông nha, đẹp lắm. Rồi size S luôn, 50.000 size S nè, lưng cao, trời ơi. Sang lắm nè, lót lông nè, hàng xịn nè mấy bà, 50.000. Rồi bà nào lấy 50 chốt 50 nữ cho Yến Loan 50 nè. Có nằm đi tiệc không chế có, giờ lên nè. Để like 22 ba cái quần Vinh Nam đi, lên đi tiệc. Theo hồ mà lên luôn. Theo hồ mà lên đi tiệc luôn, đẹp lắm, cái áo dài đồ nữa nè. Rồi có giày thể thao size 36 không chị, để em đôi. Có bốt không mà được không? Rồi em lên một cái quần Vinh Nam nè. Đây design bởi nè, mấy cái hàng hàng xịn không à. New Tat nè mấy bà. Rồi con quần này size 28, rồi chế nào lấy chốt quần Vinh Nam giùm em size 28 nha. Rồi để cho mấy bà 40.000, size 28 40.000 giùm em. Size 28 40 nè. Rồi lên cái Vinh Nam xịn nữa nè. Trời ơi hàng xịn không à. Đây, rồi ai lấy Vinh Nam nè, thấy không? Hàng hot boy nè, lai lọc nè, rồi 50. Chế nào lấy 50 size 32 nè. 50.000 có giày thể thao size 36. Rồi ai lấy 50 size 32 nè, chốt 50 size 32 cho em nha. 50.000 size 32 luôn á. Rồi tại bị bơm em muốn xẻ cho nó hết á. Rồi lên cái nữ nè, nữ này bà nào nhận về là biết. Nữ này vô sóng nhạc phải 300 mấy một cái, em bảo đảm chắc chắn với mấy chị luôn, thấy chưa? Thấy cái túi nó lót không, hàng cực kỳ xịn. Size 28 rồi, 50.000 luôn giùm em, nhìn nè.
Nhìn hàng là biết hàng xịn rồi. 50.000 size 28 lưng cao đẹp lắm luôn. Bà nào nhận cái quần này về? Có quần nào ống bo không chị đây? Rồi ai lấy nữ chốt nữ nè. Quần rin nữ nè, size 28 nè. Rồi 50.000 con này nhận về đẹp lắm. 50.000 cho Hoàng Diễm nè, lên địa chỉ số điện thoại nè. Rồi em lên tiếp nha. Rồi em lên một con nữ ống le luôn. Trời ơi má nó đẹp. Nữ ống le giùm em nha mấy chế ơi. Rồi ai lấy nữ ống le chốt em 50 luôn. Size new nha. Rồi size M, nữ ống le size M 50.000. Nữ ống le size M 50.000. Hoàng Diễm lên địa chỉ số điện thoại đi chị tình yêu ơi. Ai lấy nữ ống le chốt em là size M này 50.000 nè cho chị Quý nè. 50.000 nè, le nè. Rồi tiếp nha, con mấy hàng new á. Rồi em lên con Vin Nam nè mấy bà. Đây, mấy biết sao hàng Âu của người ta ống người ta không có bo nhịp Nam mình. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em nha. Rồi mã này là size 32. Rồi 40.000, Vin Nam size 32 40. Mặc á, tại vì hàng Âu của người ta hay mặc lai lọt lên mấy bà. Rồi 40.000 giùm em. Đó, đẹp ghê. Ai lấy 40 chốt 40 cho em nè. 40.000. Rồi em lên mã. Em lên mã Nam ống túm nè, size 28 nè. Đẹp ghê chưa? Rồi Nam này ai lấy chốt em Nam nè. 32 cho hình su siêu nè, 40 nè. Rồi mã Nam này 40.000 luôn giùm em. A lấy 40 chốt 40 luôn nha. Nè, lai lọt ống túm giùm em luôn, hàng cao cấp. Rin Nam size 28 40.000. A lấy 28 chốt size 28 40. Rồi hết rồi đó. Hết rồi đó. Rồi em lên một con đen nè. Trời ơi, đen siêu cấp luôn. 40.000 cho Yến Lan nè. Rồi em lên con đen là size 30, hàng Âu nè mấy chị. Nè, của Moschino nè, thấy không? Con này là chuẩn Âu giùm em nha đó. Thấy không? Đẹp không? Rồi 50 luôn. Rồi ai lấy con này chốt em 50.000. 50.000 nè. Mã này 50 nè, nhìn cái túi quần của nó là biết xịn rồi. 50 giùm em, mã này sang nhất con đám rồi, hết rồi đó, có còn đâu. 50. Ai lấy 50 chốt 50 cho em 50.000. Đen nè, cho Thủy Trần nè 50.000, rồi lên địa chỉ số điện thoại đi em ơi. Rồi. Em còn 1 2 chị nào lấy về bán. 1 2 3 4 5 rồi, 5 cái này giùm em luôn. 5 cái này 100.000 luôn đó. Bà nó lấy 5 cái 100.000. Đó, vừa bán vừa tặng. Rồi em qua đồ cao cấp nha. Qua đồ cao cấp tiếp nha. Rồi lên đầm đi tiệc đúng không? Đây, rồi đồ của Linh Hà nè. Rồi Noel Mary Christmas SML vừa giùm em luôn. Con này đẹp lắm. Con này ai lấy chốt em 180 nha mấy chị ơi. Em chốt con đen. Em 30. Con đen em để 30 á chị. Đen đó của Nam, hàng đó của Nam nha. Rồi ai lấy mã này chốt em 180 nha mấy chị ơi. Ai lấy 180 chốt 180 cho em. Trời ơi con này đẹp lắm luôn nè. Nhìn cái chất nhung của người ta nè. Con này hàng đi tiệc giùm em, hàng cao cấp 180 nha. Rồi em lên này áo lông nè. Rồi lông này ai lấy chốt em 200. Lông này mấy chị mặc cái quần sọt rim nè, 200.000 giùm em. Ai lấy 200 chốt 200 cho em. Áo lông nè tiểu thư. Trời ơi cái này nó có ngọc trai vô luôn á. Rồi 200.000. Chế nào lấy 200 chốt 200 cho em nha mấy tình yêu ơi. Má áo lông này đẹp lắm, bên trong nó lót nè. Lông là lông thật giùm em luôn ha. Rồi 200.000. Chế nào lấy 200 chốt 200 giùm em. Rồi tiếp nè. Tiếp em lên một con đỏ. Đây, đỏ nhúng nè. Dễ thương chưa? Rồi hàng này của gì? Design bởi B Collection gì đây nè. Rồi, mã đỏ này chế nào lấy chốt đỏ cho em nha. Đỏ cho em 90.000 size M nha mấy chị ơi. Đỏ 90.000 new là size M đỏ 90 nè. Ai lấy đỏ chốt đỏ 90 giùm em luôn, 90. Rồi em lên tiếp nè. Set nè, chân váy da nè. Đây, set chân váy da cao cấp giùm em luôn. Rồi size M nha. Chân váy da nè. Đây. Rồi ai lấy set này, chốt set này cho em. Đẹp lắm, để mấy chị 140. Set 140 luôn giùm em nè. Ai lấy set chốt set 140 nha. Set nè size M nè 140. Ai lấy 140 chốt 140 cho em. 140.000. Rồi em lên một con dạ caro nè. Trời ơi dạ này đẹp lắm, SML đều vừa giùm em. Rồi mã khóc dạ này ai lấy chốt em. Mã này form rộng mấy chị, form for size á. Rồi khóc dạ em để mấy chị 90.000. Để em bấm cái nút vô cái 90.000 giùm em nha. Dạ 90 nè. Dạ vest hồng nè. Đó. Rồi ai lấy vest dạ, chốt vest dạ cho em 90.000 giùm em nha mấy tình yêu ơi. 90. Dạ 90 giùm em. Đó. Rồi em lên tiếp ha. Lên tiếp. Lên đầm đi tiệc đi chế ơi. Ok rồi, em lên một con áo dài đá 90 cho Thủy Trần kìa. 90 này của Hà Linh. 90 của Hà Linh nè. Rồi tiếp nè. Rồi em lên mã áo dài đá này nha. Khách may tới 2 triệu 2 á, chị nào nhận về là biết.
ngày đám cưới của khách là bay 2,2 triệu luôn, đẹp cực kỳ, đi tiệc đi sự kiện cũng được mà size M, nhìn thấy đá giùm em nha. Bà nào lấy mã này chốt em có quần luôn. Đây cái quần của nó nè, đẹp lắm, nguyên một bộ luôn. À lấy áo dài đá, chốt dài đá cho em nguyên một bộ của nó đi. Em để cho mấy chị bộ này ha, đây nè, đẹp lắm luôn á. 180.000 nha. Nó có bộ màu đỏ, hồi nãy bộ màu đỏ em bán 200 rồi. Bộ đỏ đẹp lắm. Rồi, tại em thích cái màu. Rồi. Đây ai lấy mã này chốt mã này cho em 180 nè, đẹp lắm luôn á. Trời mấy mã này mà áo dài cho chị Quý 180 nè, đẹp lắm chị ơi. Cái đá của nó nè, khách may 2 triệu mấy luôn, size M á. 180 nè. Rồi em lên tiếp nha. Em lên tiếp nè. Đây. Nè cái này khách may thiết kế đẹp lắm luôn á, không đụng hàng luôn. Đẹp cực kỳ. Em lên cái bộ này một cái đi. Đây nè. Ôi. Đây nè, đẹp lắm luôn. Rồi cái mã này giùm em nha. Đây nè, áo dài cách tân nè, thấy không? Đẹp ghê chưa? Cái này là đá với lông luôn. Cái chân váy của nó là súp ly nè. Đây, nguyên một bộ này bà nào lấy chốt em 200 size M. Chị ơi có đầm ngủ sexy hay bộ không mẹ? Có em. Có hết cái gì chúng có chứ. Nè, cái chân váy nó súp ly hàng cao cấp nè, 200.000. Ai lấy 200 chốt 200 cho em nha. Size M chuẩn nè, đẹp cực kỳ luôn. Rồi chế nào lấy 200 chốt mã này 200 cho em. Trời ơi, bởi vì mấy chị biết đồ của Hà Linh là ai cũng thích luôn á. Nè, 200.000 bộ đỏ. Set áo trắng 200 cho Tiên Trần Thị Kim nè. Thì cái đó là mặt Tết đó nha. Tiểu thư sau bao nhiêu ạ? À? Set đó 320 hàng cao cấp á. 200 nè. Rồi em lên cái áo dài đỏ nè. Rồi. Áo dài đỏ. Rồi mã này giùm em size M gắm luôn. Tại vì khách em hay đi dự sự kiện rất là đẹp, bà nào lấy chốt em. Nè, cái mã này không có quần nha. Nè, mã này này không có quần. Đó, em để cho mấy bà mã này luôn. Nè, 140 nè, đẹp cực kỳ. Chị cho điện thoại xuống một chút cho dễ nhìn đồ ạ. À. Rồi, ai lấy 140 chốt 140 cho em. 140 nha, đẹp lắm. Cái này là gắm xịn á. Chế nào lấy 140 chốt 140 cho em nè. Sang lắm, cái này là để dành Tết á, mình mặc mùng 1 với Phương Đăng nè. 140 nè. Rồi. Em lên mã 2 nữa nè mấy chị. Không nói nè, nghe hả? 140 cho chị Quý luôn nè. Y chang vậy nha chị yêu ơi. Nè. Đó, đẹp lắm, hàng new nha. Tại khách em hay đi dự sự kiện á cho nên là đồ này á nó gửi em bán cho người ta may mắt lắm á. Cái gì? Rồi em lên tiếp nè. Rồi em lên mã áo dài đỏ nè mấy chị. Đây. Em áo dài đỏ để mặc tốt nè. Đây. Rồi. Rồi, mã này ai lấy chốt mã này cho em. Đây. Nè, nó có cái quần nè. Rồi mã này em để cho mấy bà ha, 130.000 luôn. Chú ý giùm em nha, size M nè. 130 nè, cái quần của nó nè. Rồi ai lấy 130 chốt 130 cho em. Một bộ của nó nha, 130 size M nè. Đó, 130 giùm em luôn. Ai lấy 130 chốt 130. Rồi em lên tiếp. Trời ơi cái mã này đẹp quá. Toàn là áo dài không à. Có đầm đi tiệc nữa. Đây cái mã này là mấy chị mặc ngày Tết là thôi chứ khỏi nói nè. Dạng như cái mã mà chống đồng á. Cái phơm mà dài dài xuống mà dạng như là mình đi chụp hình mà dạng như cái kiểu mà xưa á mấy chị. Đẹp lắm. Cái này là dạng đầm mà dạng đầm suông á. Đó nó may cái kiểu mà dạ áo dài á, mặc ngày Tết á. Chị nào lấy chốt em 100.000 nha. SML cũng vừa. Ai lấy chốt. Áo dài 130 cho Kiều Thanh nè. Đây nè, bộ lũ ý nè, 130 nè. Rồi em lên tiếp nha. Có cái nào eo 80 không nè, eo 80 nè. Rồi em lên mã này. Trời ơi, đây đây. Đẹp chưa? Nè. Cái này biết sao không? Nó đi thi hoa hậu á mấy bà. Nó đi thi hoa hậu á. Cho nên là nó mặc cái mã này nè. Tại vì khách em con bé này nó là dân người mẫu mấy chị nè, sang ghê không? Đẹp lắm. À, lấy mã này em để cho mấy bà mã áo dài này nha. Đẹp lắm luôn á, 150 giùm em. Đẹp cực kỳ luôn, 150. Hàng này là nó đổi tới móng là nó đi thi hoa hậu á. Sơ mi trắng bạn báo canh mặc gì bao cân mặc được. Mã này là set size M, set này 320. Nè 150 cho ảnh viện Julia nè. Okay. Cái áo dài đỏ của chị Quý đi.
Rồi tiếp nha. Tiếp nha, tiếp nha. Cái này là gì đây? Chị Quý Xảo dài đỏ. Ôi đẹp quá, đẹp quá chị ơi. Một con cực phẩm giùm em nha. Đây 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 đây. New luôn. Nè, tại cái này nó hay đi thi mà. Ấy, cái này là của nhà thiết kế nè, Duy Nguyễn nè mấy chị, thấy không? Đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy mã này, chốt mã này cho em. Trời ơi. Rồi mã này để mấy chị 200, siêu siêu cấp. Cái đó không có móng. Cái đó là mấy chị phải tự mua móng mới được. Nè, siêu cấp 200, cái quần của nó lũ ý luôn nè mấy chị. Rồi ai lấy 200, chốt 200 cho em nha. Đẹp chưa? Nè nè, sang lắm, new luôn đằng sau nè. Rồi ai lấy 200, chốt 200 giùm em nha mấy chế ơi. Đẹp quá. Nè. Cái này là nó tới 200 cho bếp cô Lan. Nè, bếp cô Lan 200 hàng new á. Nè, cái bọc của nó hàng thiết kế luôn mấy chị, 200.000. Rồi tiếp nè. Trời ơi, cái này là ảnh viện Julia, là gu của nó luôn nè. Má ơi đẹp dữ vậy. Rồi, em lên một cặp áo dài nam và nữ nha mấy chị ơi. Đẹp chưa? Trời ơi, xuất sắc, mặc Tết giùm em, Tết đi chụp hình mùng 1, hai vợ chồng luôn. Nè, cái này là của thằng chồng nè mấy chị. Đó, đẹp ghê không? Còn này của con vợ nè. Để dành, new 1000%, ai lấy cặp này em để cho mấy chị cặp siêu cấp nè, 300.000. Cặp này 300 giùm em. Đây, cái này là tại vì biết sao không? Con này nó hay đi dự sự kiện, hay chụp hình á. À, lấy một cặp này em để với chị 300 new luôn, không có bị lỗi lầm gì hết trơn. Đẹp quá. Nè ngọc trai nè. Trời ơi cái chất của nó đẹp cực kỳ luôn mấy bà. Thêu nè. Ai lấy cặp này? Bộ 150 của em có kèm quần chứ không có quần em. Bộ của em không có quần. Em lấy quần thì chị cho em cái quần thôi. Nè cho nó cái quần đi chứ. Bộ nó không có quần đâu. Nè 200. 200.000 là gì? Bộ này 300 giùm em nha. Cái này là nam nữ luôn 300 nha mấy chị. Một cặp á. Rồi em lên tiếp nha. Áo dài em Dung Nhi là sao? Cái này là nữ nè. Còn cái này là nam nè. Đó. Ai lấy nam chút nam, lấy nữ chút nữ. Trời ơi hàng nè mấy bạn nhìn nè. Đẹp lắm luôn á. Một cặp có 300 ngàn nam nữ luôn. Ai lấy nam nữ thì chốt em 300 thôi. Em bán vậy là rẻ rồi. Nè của chị Quý Xã nè. Nó gặp tiền đây. Rồi tiếp nha. Rồi em lên set nè mấy chị. À lấy set kim sa, chốt set kim sa cho em. Lựa mấy cái nằm đi tiệc chị. Đây set kim sa nè, đẹp lắm luôn. Rồi mã này em để mấy nè. Để mấy chế 90k nha. Nè. Đẹp không? Rồi set kim sa 90k giùm em luôn, size S nè. 90. Chế nào lấy 90 chốt 90.000 cho em. Set 90.000 giùm em nha, lên mấy cái đôi giày đá cho chị đây. Sao không nói, bao nhiêu con mặc vừa dạ em báo size rồi chị, lên đầm ngủ sexy với hả? Đầm ngủ sexy hả? Đâu, giày đá mẫu mới em. Rồi ai lấy chốt em 90.000 mã này. Rồi em lên một cái đầm đi tiệc nha. Trời ơi má ơi nó đẹp. Sang chưa? Nhìn xỉu không? Xỉu chưa? Rồi 150 thôi. Size S chuẩn. À, lấy mã này chốt em size S chuẩn 150. Đẹp lắm em đứng đây cho mấy chị con. Cái này là dưới 45kg giùm em nha. Trời ơi má ơi nó đẹp. Trời ơi 150. Chế nào lấy 150 chốt 150 mã này giùm em. 150 giùm em nha. 150 a lấy 150 chốt 150 cho em. 150 giùm em luôn. Rồi em lên búp bê đá nè. Cao gót đá luôn. Rồi a lấy cao gót đá chốt em mã này ha. 190.000. 150 cho chị Quý, cái đó chị Quý không vừa, đó size S nhỏ chị Quý không vừa đâu. Rồi 190.000. Đô này size 37. 235 là size 37 full box giùm em nha. Cái này là cái nơ nè. Thấy cái nơ chưa? Rồi, a lấy mã này chốt mã này cho em nè. Rồi 190.000, cái này là full đá đen giùm em. 190. Cái này nhưng mà không bả không vừa không có chút. Đôi bốt đen xỏ ngón lên chưa chị? Còn đôi có tách ta không chị? Còn đôi có em, từ từ đó chị lên. Đôi bốt đen ở size 39 á. Rồi lên đôi đó xẻ luôn 220. Size 39 em xẻ chị 220. Cái này mai phun bùa nó bán tới 750 luôn. Hàng. Hàng mai phun bùa cao gót nè, size 39 nè. À lấy chốt em 220. Chị mua cắt làm áo sang như vậy, size 37 cho Hiền Trần, Hiền Trần nè. Đây. 190.000. Rồi ai lấy mã này chốt em 220 nè. Mã này 220 giùm em nha mấy chế ơi. Hiền Trần lên địa chỉ số điện thoại giùm em nha, mã mai phun bùi nè. Không lên đồ của em hả? Đồ em mốt lên đi em ơi. Mấy cái người này ta gửi lâu lắm rồi, ta gửi cả tháng rồi. Giờ chị muốn like được nè. Đồ em đi để mốt chị like cho. Ngày mai chị đi đơn mốt chị like cho nha, bếp cô Lan ơi.
ráng đi mốt chị like cho. Đồ em đẹp mà em lo gì. Rồi ai lấy mã này chốt em là size 39 nè. Rồi em lên. Em lên mã này đẹp quá. 170. Trời ơi xuất sắc chưa. Cái này full box hết nha. 170 nè. 170 này em có size 35 và size 37 đây. Đẹp chưa? Size 35 và 37 giùm em. Rồi. Ừ. Rồi mã này em để cho mấy chị 170.000. Đẹp lắm mấy bà ơi nè, size 35 nè. Ai lấy 35 chốt 35 cho em. Ê, điện cho bà gì à? Cái bà gì mập mập tao quên rồi. Thị Anh Ngô á. Có giày thể thao không chị? Thể thao hả? Thể thao chị có đô này 350 sumo to chính chủ nè. Đây, có hình luôn, sumo to chính chủ 350. Đây, 35 cho Hoàng Diễm nè, 170 nè. Đây, full box nha, hàng này full box đó. Chị ơi, xẻ áo dài đỏ. Trời ơi, sao mà xẻ hoài vậy mấy bà ơi. Xẻ hoài chết em luôn á. Rồi, ai lấy mã này, chốt mã này cho em nha mấy chị. Nè, đô này hả? Đô này size 35.5. Nè, đô này là mua mắc lắm. Cái này sumo to chính chủ quá, qua sumo hỏi. Đẹp cực kỳ luôn, sumo nó bán 750 á. Mà khách mang có lần một mà còn mới lắm, không bị gì trơn á. Bát 350. Size 35.5. Nè ai lấy đen chút đen nè. Đen cho Hải Yến nè. 350 nè. Không. Rồi em lên mã này nha. Em 37 hả? Rồi em lên đô này size 36 nè, đẹp ghê không? Rồi 220. 220 giùm em nha. Rồi bút. Hải Yến lên địa chỉ số hội nha. Hải Yến lên địa chỉ số hội nè, 37 nè. Ai lấy 37 chút. 37 cho em. Giày đen đó bấm dự trù cho Kim Tuyền đi. Kim Tuyền lấy giày đen nào, đen này hả? Đen này 36 nè, 220 nè. Hàng này đẹp lắm. 220.000 giùm em nha, hàng Quảng Châu full box hết. Cái hộp của nó rất là đẹp luôn. Cái hộp nó rất là đẹp luôn. Nè ai lấy thì chốt em mã này nha mấy tình yêu ơi, đó 220. Cái thứ hai chị điện cho bà là giày. Cái đâu hồi trưa nó chỉ có một đôi duy nhất, bà bỏ lộn size cho mình. Vậy hả? Ừ. Rồi ai lấy mã này chốt em 37.5 nè. Đẹp không? Rồi 220 nha. 37.5 220. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em. Đây size 37 nè. Đẹp không? 170.000, đẹp lắm. Hàng Quảng Châu, cái hàng này không phải hàng chợ đâu nha, hàng Quảng Châu hết nha mấy chị. Chú bé hàng chợ. Nhìn ghê lắm. Rồi lên đồ ông Lệ đi cho nó hết luôn. Rồi em ra ship này. Giày đen chung từ nó giày đen là giày đen nào? Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em nè mấy chị ơi. Trời ơi má ơi đẹp lắm. Ơi lộn xếp nè, xếp tím ống rộng. Rồi xếp tím này em để cho mấy bà luôn, SML vừa 70.000. Tím 70.000 giùm em nha. Ai lấy tím chút tím cho em 70. Tím 70.000 nè mấy chị yêu ơi. Tím 70 giùm em. Để em lên đồ của bé này cho. Hàng hot girl không à. Rồi em lên cái zoom nè. Trời ơi zoom đá đi tiệc giùm em đẹp không. Rồi ai lấy chốt em 100. Zoom đá diêu mì size M 100.000. Đẹp lắm. Nhìn nè. Giày đen size 36.5 á. Nè, ừ đúng rồi. Đây nè. Phải này không? Phải thì ok, này 36 thôi chứ không có 36.5 nha. Chuẩn 36. 35.5 giày đen á hả? À, giày Sumo Store á. Giày 350 á. 35.5 là Sumo Store. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em nè. Đây cái zoom nè. Chị chốt đơn cho em địa chỉ số điện thoại nha chị nha. Chốt đơn thì cho em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi ai lấy zoom chốt zoom size M nè, zoom đá chất diêu mì nè, để mấy chị 100.000, mặt đẹp lắm. Con này là đẹp cực kỳ luôn. Ai lấy chốt em 100, hàng new á. 100.000. Và ok hoài à. Rồi tiếp nè. Em lên đồ của bé này một cái. Em lên đồ hot girl nha mấy chế ơi, lên hot girl cái. Rồi. Em qua set Burberry nè. Trời ơi má ơi đẹp quá. Burberry giùm em luôn, siêu cấp luôn. Trời ơi, bây giờ em lên đồ cái này là kho khỏi nói, hàng shop nha. Rồi 120. Lấy 120 chút 120 cho em Burberry new 120. Cái này đẹp nè, Moon. Đồ con bé này là gu của em không à. 120 SM cũng vừa hết trơn, hàng siêu cấp nha. Lấy chút em 120. Trời nó vô nó bày nữa. 120.000 set Burberry. Đẹp lắm luôn mấy bà ơi. Nè, hàng này hàng new không à, chứ không có hàng thanh lý đâu. Nè 120 nè. 120 Burberry cho bé Hà nè. Rồi tiếp nha mấy chị. Rồi em lên
Cái này là gì vậy? Em đang xích gấu nè, đang hot trend nè. Trời ơi, xích gấu này cưng lắm đây. Nè, thấy gấu không? Rồi, xích gấu đang hot trend giùm em luôn. Ai lấy gấu, chốt xích gấu cho em. Rồi, set này em để mấy chị 100 ngàn nha. Nè, đây. Cái này size dưới dưới 48kg giùm em nè. Co dẻ, xích gấu cao cấp Quảng Châu nè. Rồi 100 ngàn. Ai lấy gấu, chốt gấu cho em 100 nha mấy chị. Xích gấu 100k, new giùm em. Ai lấy gấu, chốt xích gấu 100k. Đẹp lắm luôn á. Em không gọi bà chị, em ngô nó có cái đầm nó gu bẻ đẹp cực kỳ luôn. À lấy gấu chốt gấu 100 nha. Rồi em lên một cái đầm đá nè. 100 cho Trương Thảo nè, 100 cho Hoàng Diễm nè. Rồi, hai người hai set 100 100. Mẹ. Tự đợi mẹ chứ. Mẹ. Mẹ em nói gì vậy? Cái đồ giày đó để cho ấy đi. Mẹ. Cái đồ giày size 35.5 để cho Kim Tuyền nha. Mẹ. Cái gì? Trời ơi, cái đầm đá này đẹp cho mấy bà. Em cho mấy bà coi nè. Đẹp cho xấu đâu. Sáu. Rồi ai lấy chốt em. Con này size S nha, 120. Nè đầm đá nè, trời ơi yêu mì. Con này hả, con này size M mấy chị ơi, 120. Size S không vừa đâu. Ai lấy mã này chốt em 120 size M nè. Đầm đá yêu mì size M. Nhìn nè đá của nó nè, 120.000 giùm em nha. Ai lấy đầm đá, chốt đầm đá cho em 120 yêu mì. Rồi em lên set nữa nè. Ai cưng chưa? Rồi ai lấy set, chốt set. Set giùm em nha, set new. Đồ này đồ new nha mấy bà ơi. Đây, set chuột Mickey giùm em 70. Ai lấy chuột Mickey, chốt chuột Mickey Quảng Châu 70 ngàn nè. Hàng Quảng Châu 70 giùm em nha. Ai lấy set này chốt em 70. Rồi em lên tiếp này, dạ nè. Đây, rồi một cái đầm dạ xịn giùm em, size M. Ai lấy đầm này chốt 70 cho Lê Hà nè. 70 nè. Rồi đầm dạ xịn chế nào lấy chốt em 140 ngàn. Đầm dạ xịn nè, 140 ngàn, mặc Noel thoát choàng như một cái khóc lông là thôi nhé, khỏi nói. Ai lấy chốt em 140, đầm dạ xịn giùm em nha. 140 giùm em nha mấy bà ơi, cái chóc nè đẹp lắm luôn. Ai lấy cái đầm dạ này thì biết rồi, 140 ngàn, hàng cao cấp giùm em. Mấy chị muốn em lên đồ cao cấp thì em lên nè. Đó, rồi em lên một con hoa nè, hoa VIP. Nói chung là bây giờ hai bên của em đồ cao cấp không, mà không có cái nào mà đồ thường hết trơn. Đây mấy chị nhìn con hoa này giùm em nha, mới mới 2000% lụa tơ tằm. Để em coi con này size gì đây. Trời ơi má ơi nó đẹp chưa. Rồi một con lụa tơ tằm giùm em luôn, má ơi nó đẹp quá à. Rồi cái mã này size M, cái dây tăng đơ nha. Em để mấy chị 70 của ai chị? À, cái áo cổ đổ không chị? Có chứ, 70 của Lê Hà. Rồi ai lấy cái đầm này chốt đầm này chị 150 nha. Đầm 150 cho chị Quý nè, hàng cao cấp nè, 150 nè cho chị Quý nè. Rồi em lên tiếp nha. Cái này là set hả? Rồi em lên set Burberry nè. Trời ơi hàng đẹp ghê chưa. Rồi ai lấy set này, chốt set này cho em, má ơi đẹp lắm chị ơi. Rồi set này để mấy chị 100 nha. Nè vải đẹp cực kỳ. Set Burberry 100k giùm em. Mấy chị nhìn cái quần, nhìn cái vải giùm em luôn nha. Rất là đẹp luôn. Set 100k. Đây chị ơi, lên túi cấp đá đi chị Mai Gia. Chị lên rồi, lên hồi trưa nay rồi. Rồi ai lấy mã này chốt, ai lấy mã này chốt mã này. Em lên từ từ nha mấy chị ơi, mấy đừng có hối em, tội nghiệp em nha. 100k giùm em nha mấy chị. Chị nào lấy chốt em mã này 100k nè. Rồi em lên đầm đá nè. Đây, rồi đá này chế nào lấy chốt em đá xịn nè. Rồi đá này em để cho mấy bà ha, mã này 200 nha. Đá full set cho hình lợi, cái này đẹp cho hình lợi ơi. Em cho hot girl nhìn em biết mà. 100 nè. Rồi ai lấy đầm đá, chốt đầm đá cho em 200. Đầm đá thiết kế 200 ngàn size S nè mấy bà. Đó đẹp ghê chưa. À lấy 200, chốt 200 giùm em nha. Đầm đá 200 nè. Rồi em lên tiếp nè. Đây, em lên một cái set vest nè. Đó, set vest nè. Cái này là cái zoom cup giùm em nha, zoom cup. Rồi một cái áo vest ở bên ngoài đẹp lắm. Rồi set này là hàng lõ li size S size S giùm em luôn. À lấy set này, chốt set này cho em 140. Set 140 giùm em nha mấy tình yêu. Đây. Rồi ai lấy 140 chốt set vest cho em chóc yêu mì 140 ngàn. 140 ngàn. Gọi cho hả con luôn hả? Cái hàng này đẹp. Rồi ai lấy 140 ngàn, chốt 140 ngàn em. Mấy muốn bệnh nữa. Rồi tiếp, trời ơi đẹp chưa. Ơi bà Hồng Hạnh, bé có set set vest nè, sao bà không lấy ta? Có vẻ có ở đây không ta? Trời ơi đẹp quá chứ ơi, xếp vest giùm em luôn.
Trời ơi dễ thương quá. Vét 3 món size S chuẩn nè. Chắc yêu mì giùm em. Rồi ai lấy vét 3 món này em để cho mấy bà ha, 160.000. Vét 3 món này áo bra bên trong. Cái này là nó có nút gài, có cầu vai luôn, hàng hàng thiết kế nha. Cái này ai size M mặc vẫn vừa giùm em luôn. Rồi ai lấy mã này, chốt mã này cho em ha. Đó. Đẹp lắm nè. Đó, vét 3 món nè, onding nè. Mới nói nhiêu quên à. Nè. Mới nói nhiêu quên à. 180 hay gì. Đầm nu thiết kế sau lưng á hả, 450. Vét 3 món nè, cho onding nè. Mới nói nhiêu quên ta. Mẹ thiệt tình. 160. 160 nè để ghi tiền. Rồi tiếp nha mấy bà ơi. Rồi. Xếp lại món hết đồ nguyên chay ơi. Rồi em lên cái túi Gucci nè. Rồi chế nào lấy túi này nè, hàng cao cấp nè mấy bà. Vét 3 món 160 hả? Ừ. Ghi tiền rồi. Đẹp quá à, MCM giùm em cưng lắm mấy chị ơi. Nè, hàng MCM nè. Đẹp ghê không? Rồi ai lấy mã này, chốt mã này cho em 150 nha. Đây. Ai lấy 150 chốt 150 cho em. 150 giùm em nha. Nè, đẹp ghê chưa? 150. Bất hợp nó nhắn tin cái gì mà gắm vậy? Con nhỏ kia thôi. Xuống like rồi nhắn tin. Tưởng đâu vụ gì. Nó lên tiền tiền, nó nhảy lên cho mấy chị nè. Đây 150 nè. Đây 150. Rồi tiếp nè. Rồi new không hả? Không biết new không mà chưa có ai đụng tới luôn á. Vết xanh 52kg vừa không? Vết xanh đó hả? 52kg hả? Không, không vừa đâu. Cái này dưới 48kg thôi. 52kg không vừa. Rồi em lên cái túi Hermes nha. Ai lấy chốt em. Túi Hermes nè. Rồi túi này em để cho mấy chị 70.000. Túi Hermes 70.000 giùm em nha. 70. Nè. Không biết nêu không mà không có ai đụng tới luôn á. Rồi ai lấy túi Hermes da rắn là 70. Bên trong có dây đeo chéo giùm em nha. 70. Mã này 70 giùm em luôn. Rồi em lên tiếp nè. Set thể thao thung bô vip xịn sò luôn. Má ơi set đẹp lắm. Set này nhận về đi là biết hàng nó đẹp cỡ nào. Set mà gì hả? Set hot girl mấy chị. Nè, hàng Amy nè. 70 cho Trần Lệ. Rồi ai lấy set set xám này chốt em, xám giùm em nha. 100. Tại cái này hàng hàng siêu cấp á mấy chị. Xám 100 giùm em. Xám 100 nha. Ai lấy xám chốt xám cho em 100k nè. Xám này đẹp lắm. Vết xanh chị nhé cho Dung Nhi nè. Vết xanh nè, 140 nè cho Dung Nhi nè. Vết xanh cho Dung Nhi lên lên cái địa chỉ của em ơi. 140. Rồi ai lấy mã này chút. Ai lấy mã này chút, mã này kia 100.000 nha mấy chị. Xếp xám này đẹp lắm. Rồi em lên tiếp nè. Rồi em lên xếp này size S nè. Trời ơi đẹp dữ vậy. Ê cái này size M nha. Cái này hàng Quảng Châu nè, New Tag luôn. Trời ơi mé luôn, nó đẹp không mấy chị. Trời Trần Lệ mua cái xếp này đi mặc tết. Rồi xếp này em để mấy chị 160 nha. Ai lấy 160 chút 160 cho em. 160.000 giùm em luôn. Trời ơi má ơi nó đẹp lắm luôn á. 160. Em mà size S này em hốt size này liền. Nó nặng lắm, hàng Quảng Châu nó nặng cực kỳ luôn. Chế nào lấy 160 chốt 160 cho em. 160 giùm em nha. A lấy 160 chốt 160. Trời ơi cái này nó đẹp cực kỳ luôn mấy bà, của nó là một set đẹp lắm. 160.000. Rồi em lên tiếp nè. Rồi em lên một con body ngọc trai. Một con body ngọc trai nè. Đó. Mà đuôi cá nha. Rồi chị nào mà trên 48 cái set nè. 160 cho Yến Loan nè. Ok nè. 160 nè. Rồi ai lấy cái đầm ngọc trai này chất yêu mì giùm em. Em để cho mấy chị 180. Cái này là từ 48 cho tới 50 55kg giùm em. Từ 48 tới 55kg nha. Dưới 48kg đường chốt đơn rộng á. Cái này là size M lớn, L nhỏ. M lớn, L nhỏ giùm em. Trời ơi 180 chất yêu mì full hộp luôn. Con này đẹp lắm, đuôi cá đi tuyệt bao sang. A à, lấy 180 hàng new chốt 180 hàng new cho em. 180.000 nha mấy tình yêu ơi. Con này 180 đẹp quá à. Thiệt luôn á. Em mà em không có dừa. Em mà ít nhỏ, nhỏ xíu, nhỏ xíu. Chị nào mà mặc tết nó mặc cái con này nè. Nhìn nó sang. Rồi con Lan có con Lan Hương con gì ở đó không ta, tắt tay đây. Rồi con Amy Store giùm em luôn. Con này là siêu cấp nha mấy chị. Nhận hàng về không siêu cấp thì trả hàng giùm em ha. Con này em bao đổi trả. Rồi con này em để nó chế 140 nè. Em co lại váy nhung đỏ ok. Váy nhung đỏ 180. Cái này của Hà Linh ký gửi. Cái này Hà Linh nó mua 600 mấy lận. Cái này Mỹ Lệ dừa. Cái này Mỹ Lệ dừa, Mỹ Lệ mặc đẹp luôn nữa.
Đây, 180 ngàn, nhìn hàng là biết hàng xịn rồi. Rồi ai lấy 180 cho em, đẹp ghê chưa? Hàng này mặc Noel chụp hình này thôi hết sảy. 180 giùm em nha. Cái này của Hà lên 1,5 triệu. Tại em đang 180 nè. Lệ có lấy không? Lấy để cho Triệu Phong á. 180 nha. Nè. Hàng đẹp cực kỳ luôn. Đây. À, Mỹ Lệ có lấy không? Lấy thì chị để cho Triệu Phong. Tùy em à. 180 nè. Rồi em lên tiếp. Ê cái con nu này đẹp quá. Con nu này gu Lan Hương nè. Cái này là tách ra xịn nha. Chị nào lấy chốt em 140. 140 giùm em. À lấy 140, chốt 140 nha. Đó, đẹp ghê chưa? Nè. 140 con nu này, size này là size dưới 50 kg giùm em, đẹp lắm. À lấy 140, chốt 140 để em nè, 180 này chân Lệ nè. Cái này của Hà Linh. 180 nè. Rồi tiếp nè. Rồi ai lấy mã này chốt em 140 nu nè. Trời ơi con nu này đẹp quá à. Tại vì em không có dù, em là eo em nhỏ xíu. Rồi lên xếp chịch. Hồi nãy bà nào hỏi xếp chịch đâu rồi? Chị có quần túi hộp không chị? Có. Nhưng mà chị để ở bên Mỹ á. Để ngày mai á, chị bay qua bển á, cỡ 3 ngày chị về xong chị lau quần túi hộp cho em. Đủ hết các thương hiệu luôn. Cái gì chị cũng có hết. Em lấy váy đen 180 nè. Cho Triệu Phong nè. 180 nè, váy đen nè. Cái này của Trinh Hạ nè, 180. Triệu Phong lên địa chỉ số điện thoại nha chị yêu ơi. Check inbox giùm em cái nha. Khách mới rồi cọc. Chị có cái gì chị cũng có hết trơn á. Nhưng mà phải đợi chị 4 ngày chị qua Mỹ cái chị lấy Hermes nè, Gucci nè, LV nè, LV Louis Vuitton á, xong rồi chị bay về lại cái chị hú em vô ra của chị em chốt tiếp. Đó. Chị dễ thương lắm, em không biết đánh chị rồi, cái gì cũng có hết, nhưng mà chị phải đi đuổi ra. Đuổi rồi kìa thương kìa. Rồi, em lên cái mã chịch giùm em nha, chịch dâm. Cái này khách mua 350 á, con này hàng hiệu á. Rồi chế nào lấy cái chịch dâm này em để mới chế 90 ngàn. Nè. Cái này hàng hiệu giùm em nha, thấy không? Rồi 90. À lấy dâm chút dâm cho em 90. Là hồi nãy ai hỏi đầm ngủ sexy cái like này, nãy like cũ á. Ai hỏi đầm ngủ mẹ quên mất tiêu rồi. Đây. Rồi, a à, lấy mã này, chốt mã này cho em nha. Đó, đẹp ghê hôn. Rồi 90 ngàn dâm, chịch cô nương nêu đá luôn, 90. A à, lấy 90 có 90 nè. Ê da. Đau bụng quá. Rồi cưng dữ vậy. Rồi em lên một cái túi đá nè. Chỗ này vui bà hồng hạnh. Má túi đá đẹp quá. Rồi túi đá này ai lấy chốt em túi đá 200. Túi đá 200 nha. 200 nè. 200 ngàn là 200 ngàn. Chị nói chuyện vui. Ừ mà nói thiệt chứ bộ. Cái gì cũng có hết trơn mà phải đợi. Giống như cái câu chuyện mà chờ đợi là hạnh phúc quá. Đẹp không? Hai xị nè mấy chị. Rồi chị nào lấy 200 chốt túi đá này 200 thì cái đá là biết rồi. Cái này bữa em vô trong sóng nhạc nó bán 1,000,000. Nó vô sóng nhạc nó bán 1,000,000 luôn, em nói thiệt. 200 ngàn. Rồi cho Kiều Thanh. Rồi giảm cân phiên bản mới đâu rồi. 220 giùm em ngày uống viên giùm em nha. Rồi một ngày uống một viên giùm em giảm cân 3 kg Thái Lan chính hãng. Một ngày một viên sáng ngủ dậy mấy chị sinh hoạt mấy chị chịch đồ xong rửa chim rửa lộn ở lộn rửa chim tắm rửa sạch sẽ xong rồi lấy mọc miên em ơi, ba món mọc miên ơi. Màu đỏ hết luôn hả? Hết sạch luôn hả? Thiệt không? Hết rồi hả? Cuối cùng là chốt chi hồng hả? Rồi 220 một củ giùm em, ba chi Thái full box nha. Cái này là em bán 4 năm rồi nha, cái này là em bán là thương hiệu của em luôn á nè. Đó. Rồi ngày uống viên trước khi chịch đó uống viên giùm em nha. Đây đó để cho chịch cho nó sung hơn. Rồi giảm cân mà em cũng nói chịch được nữa. Rồi tiếp ha, lên đồ nữa nè. Rồi ai lấy Gucci chốt Gucci cho em. Má ơi Gucci đẹp quá. Gucci đẹp quá mấy chị ơi. Rồi xếp Gucci giùm em ha. Bộ mặt miên hết rồi, hồi nãy chị lai đầu hết rồi. Trời ơi xuất sắc luôn. Bộ này ai lấy chốt em siêu cấp giùm em nha. 140 ngàn. Nhìn cái chất nè đẹp không. Rồi 140, cái này dưới 50 kg giùm em nha. 140 giùm em luôn, cắt to giãn. A lấy vu xì, chút vu xì chi 140. Cái này mấy bà đi ra shop. Đi ra shop là nó quất cho mấy bà 400 mấy luôn. Chở nó mày 140 cho Lê Hà nè. Rồi tiếp nè. Rồi em lên một cái này là cái gì đây? Khoác, có màu đen. Khoác mà em có cái này dạng hoodie. Hoodie nam nha. Nam nữ gì mặc được hết trơn nè. Rồi hoodie. A lấy hoodie chốt em nam nữ gì mặc được hết trơn á. Em để mấy chị 95 ngàn chữ theo. Em có đen với lại nâu nè, chất nhung đẹp lắm. Cái này mặc dấu quần giùm em, hút đi nha mấy chị ơi nè. Mùa đông không lạnh nè, nam nha, size XL giùm em. Chị nói đúng còn nói to nữa, nhắc chịch mắt xốp sáng gỡ. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em.
Trời ơi, nó đẹp, dễ sợ luôn. Rồi 95.000 cho chị Trần Lệ nè. Cái nâu này sang chị cũng lấy. Áo đen 95.000 cho chị Trần Lệ nè, ok chị nè. Rồi ai lấy chốt em nâu nha, 95 giùm em nha, nâu 95. Dạ ok. Nâu 95. Rồi, nâu nè cho Dung Nhi nè, 95.000 chị Thu Hà, chị ở đâu ạ? À? À chị ở Campuchia, chị thích uống coffee cappuccino. Đó, chị thích lái cano nữa. Đó, rồi chị ở Campuchia, chị thích uống cappuccino, chị thích lái cano. Vậy, mây da dâm đảng lắm. Mai Hình Thích Như đâu rồi? Sao mà tí lên bọc nó coi. Rồi 95.000 cho Dung Nhi nè. Rồi nó xét Tiểu Hư. Má ơi đẹp ghê chưa? Tới giờ bả rồi đó. Cái quýt đi gì đâu rồi? Bằng người bán cái. Quýt đi vậy? Hết rồi. Xong hết hả? Em mới coi. À, mới coi vô chốt quýt đi. Trời ơi em chịu vô đây lấy luôn. Rồi em lên xét này đẹp quá, nó nặng cả ký luôn á. 150 giùm em. 150 giùm em nha, SML vừa. Trời ơi má ơi nó đẹp. Nhìn hàng là biết rồi. Cái quần em nói thiệt với mấy chị ở trong váy mà nó nặng như đây nè. Trời ơi đẹp không? 150 hot girl giùm em, SM Dũng vừa. Đây. Rồi ai lấy mã này, chốt mã này 150. Ôi là trời nó nặng nè. Trời ơi nặng bà cố nội cha nó luôn thiệt. Cái set này thiệt nó đẹp như cánh thi vậy á, mà thiệt thật sự nó là Mai Phương Bùi nha mấy chị. Đó, Mai Phương Bùi bán 150. Trời ơi cái này mà. Thôi cái này chắc tao chốt cho con nắm Nguyễn quá. Má ơi nó không có ở đây. Uổng ghê. Phải tốn lại lại lần nữa, cái nó Mai Phương Bùi chính chủ luôn á. Bán 150. Áo này hả? Minh mặc á hả? Anh Minh mặc áo đó chi? Đó chị. Em có mấy cái áo thun lon nam á, anh Minh hỏi hả? Thằng đó thằng em chị Minh lớn. Nè lon nam nè. Không, nó thích hoodie à, nó không thích áo này đâu. Nó thích hoodie bự bự như hồi nãy, cái này để chị like. Chưa like nè. Rồi ai cái mã này chốt khoác này cho em nè mấy chị ơi. Rồi khoác Adidas một xị đẹp quá. Một xị giùm em nha, nhìn bên trong nè mới luôn. Rồi Adidas giùm em 100.000, chế nào lấy 100 chốt em 100. Rồi nam này dưới 58 kg. Nam này dưới 58 kg, thằng Minh lớn, Minh đầu bự. Kê đâu có. Rồi là cái bếp của Kiều Thúy Tiên nè. Hàng V là hàng Kiều Thúy Tiên nha mấy chị. Thấy không? Đẹp lắm luôn á. Mấy chị mà muốn em lên hàng VIP thì em lên hàng VIP nè. Đây. Trời ơi nó có cái đai luôn. Đó. Đẹp ghê không? Cái này cái đai này em chưa có thắt lại luôn. Rồi ai lấy vest chốt vest cho em. Rồi ơi. Size gì đây? Rồi size S nha. Khoác cho Hình Tion 100.000. Rồi 100. Rồi mã vest này. Mã vest này để cho em 170 nha. Tại Kiều Thủy Tiên 170 em chịu rồi lấy, em chịu rồi chị lấy. Nói chung vậy đó. Ờ, 170. Để coi cái quần coi em. Chết mẹ rồi, cái quần này nó chị mặc rộng chắc em mặc vừa. Size M mẹ nó rồi. Thôi để em trăm, mày ghi cho bả 160 đi. Tao ghi ký gửi 170. Rồi bớt bả 10.000. Ghi ký gửi 170 nè. Ghi bả 160 thôi. Rồi lên tiếp đùa má tới cục cất nè, chị Thủy Tiên. Má ôi. Đùa má ngon. Cái này biết gu ai không? Gu hồ cái thùy. Rồi ai lấy set này, chốt set này cho em. Em biết ngay mà, thấy không? Em thấy không nè, xếp yếm nè, lính nè, vải đẹp lắm. Rồi mã này 150 nha, 150 mới bán được. Không là em lấy mặt dùm, dạng yếm rinh dùm nè. Trời ơi, mới 1000%, 150. Mã này 150. Ơi học đỏ của ai vậy? Của chị Tú. Của chị Tú hả? Đẹp vậy, họ đưa qua đây like luôn. Rồi ai lấy mã này chút nè, lính nè, cho Nguyễn Điểm nè. SM cũng vừa không mà cho mình thắt cái đai lại à. Trời ơi, đủ má đẹp lắm, 150. Nhận hàng về đủ má đẹp tới cái lồn luôn. Đẹp tới cái lồn luôn. Rồi bộ đâu mà nhiều dữ vậy trời. Rồi em lên bộ mặt miên cái nha, được không mấy chị? Đủ má mấy chị hỏi mặt miên thì em lên mặt miên cho mấy chị đây. Trời ơi, cái lồn má nó lụa. Lụa mặt miên trời ơi. Đẹp quá. Ôi. Ôi tình xưa đã phai, nay còn đâu người đang với ai. Em giờ đây chốn nào vui tình duyên mới. 160.000. Nhận về đủ má không đẹp nha. Nếu mà nhận về không phải mọc miên á thiệt luôn á. Em bảo đảm với mấy chị không có ai bán bộ này 160. Vải quá đẹp, xuất sắc. Mua đi 160 giùm em. Còn nè cho Thủy Trần mọc miên nha em. Trời ơi bán 160 thôi. 160. Trời đủ má em có cơn lắm mấy chị.
không ai bán một nguyên mà giá này. Rồi em lên bộ này nhớ không, hồi đó em mua nè 650 nè, bây giờ nó có một bộ nữa nè, đó chịu chịu thôi. Không có đẹp quá tao lấy trời ơi đẹp quá. Rồi chị nào chốt bộ này em để cho mấy chị 270 thôi, thôi để cho 160 luôn á thiệt á. Hồi đó em mấy chị nhớ em mặc bộ này em like chưa, nhìn nè trời ơi 160 ngàn đẹp vậy. Ủa có mi ra đây không, có mi ra đây không, bà Hồng Hạnh, bà Hồng Hạnh cái này của bà Hồng Hạnh nè. Rồi ghi ghi Hồng Hạnh luôn đi, 160 tự ghi tự chốt cho bẻ luôn, 160 cho Hồng Hạnh đi, 160 cho chị Hồng Hạnh nè. Bạch Hồ hả, rồi Bạch Hồ đây thì chị số điện thoại luôn, còn không để Anna Trang rồi bán vô chùi Phương ơi, Anna Trang khách khách VIP á. Rồi Bạch Hồ đây thì chị số điện thoại, rồi 160 đây nè, em lên cho mấy chị tới tới cục cúp luôn. Cái giờ em nói thiệt cái gì cũng có hết trơn á, nhưng mà tiền thì không có, cái gì cũng có, nhưng mà được cái là có tấm lòng nha, có tấm lòng. Em làm thương mấy bà nhiều lắm á, cho nên em thấy cái nào kiều thơm á đó em hú mấy bà vô. Rồi em lên bộ lửng nè, đẹp ghê chưa, đẹp không, đẹp không, đẹp không, trời ơi. Chị Hồng Quách Phương ơi, bộ này chị mặc không đẹp thì thôi á. Rồi em để cho chị 100 ngàn, lụa ý nè 100. Rồi ai lấy lụa ý chốt lụa ý cho em 100 ngàn, má ơi đẹp quá, có túi quần luôn. Chị Hồng Quách Phương lấy bộ này đi, vải đẹp lắm á, đi nó có hình mẫu luôn á, 100 ngàn. Làm gì ngáp với mày con kia, trời ơi hết hồn hoa, hãy nói hoa đi con hoa. Rồi 100 ngàn, rồi xếp đi 100. Rồi em ơi bộ này thì ai cũng biết rồi, không tiền có vàng là ok, đúng rồi, miền Tây nói chính xác rồi. Hình này thì ai cũng biết rồi. Rồi ai lấy mặt biên chút mặt biên cho em mã này 150, khỏi nói nhiều, like nhanh gọn lẹ 150. Em mới vừa đăng hình hôm bữa nhớ không, 150 giùm em luôn nè. Ai lấy mã này chút mã này 150, có bộ duy nhất à, 60kg vừa không, 60kg là ra đảo, ra đảo là kiếm bộ đồ, kiếm bộ đồ, kiếm cái áo mưa may thành bộ đồ biên ma là ra đảo ở luôn. 60kg ra đảo ở, ở 2 tháng phơi nắng phơi sương về ốm lại 4-5kg, mặc bộ này vừa, 150 cho Anna Cha. Em nói thiệt, bây giờ chị 60kg đúng không, em không phải là em nói xấu chị, em chỉ cho chị đi ra ngoài đảo á, chị phơi nắng chừng 2 tháng thôi, chị về thứ nhất chị vừa đen, cái thứ hai chị vừa ốm nữa, thiệt về là đẹp liền. Rồi để ghi 150 vô cái để lo nó, trời ơi giờ chị chữ em cũng chịu nữa. Rồi về ốm thành 4-5kg liền, mặc đồ này xuất sắc luôn. Còn không 5-3kg cũng được nữa, còn không muốn giảm cân đi, một tuần giảm 2kg á, hủ với 220. Trời ai ta bà Hồng Nghiệp Ly á, Hồng Nghiệp Ly 65kg đó mấy chị, Hồng Nghiệp Ly 65kg đó, uống bên em giờ mặc đồ size M đó, thiệt mà một tuần giảm 2kg. Mà giảm cân của em là Đông Y Thái Lan nha mấy chị, cọc cạc hả chị, không bán băng kim 100 ngàn, cọc cạc đừng cọc cạc nha, đừng cọc cạc là được, cọc cạc cũng không được luôn, cọc cạc càng không được nữa đó. Cọc băng kim cười muốn rớt hàm răng chứ. Em nói thiệt với mấy chị, bây giờ muốn một tuần giảm 2,5kg một tháng á, mà giảm ít nhất là 8kg, uống giảm cân em đi, uống 2 tháng tốn có 440 tiền thuốc à, nhưng mà mình đẹp nữa, mình đẹp ốm á. Em nói thật sự mấy chị ốm á, cái lồn nó bự lắm, còn mập cái lồn nó bị teo lại. Mấy chị ốm á là cái xương nó mu nó gì đây nè, ó nó cụm lên vậy á, chơi đã lắm, chơi giặt phạch 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 phạch. Em chỉ cho uống đi, 2 tháng giảm được bao nhiêu chị, 2 tháng giảm được 15kg, tốn có 440 ngàn. Em có 48kg hỏi cho bà chị, ủa vậy hả, à làm cho nào tao nãy giờ đủ mấy, giới thiệu giảm cân tao nói gần chết, muốn lòi sái cổ họng tao luôn á. Rồi lên bộ lưu ý nè, đẹp nè. Rồi bộ này giùm em size lớn nha. Rồi size lớn nè, size này trên 50kg. Đừng ai ghẹo bán nữa, để bán đi. Rồi bộ này em để mấy chị 130 loan xịn nè, lụa ý nè 130 giùm em. Ai lấy 130 chốt 130 giùm em nha, 130 nha mấy tình yêu ơi, tình yêu ơi 130. Cái này trên 50kg mặc đẹp. Ai lấy bộ này chốt em có một bộ duy nhất là quá trời nha. Nói nghe thương không? Ừ đó. Rồi ai lấy chốt 130 nãy giờ nói thì cái nói quá trời, nói muốn lội cái lượng không ai mua hết trơn, thiệt luôn á. Để bán ế rồi gặp mấy bà ngồi cùi nữa. Rồi tiếp nè, đây chữ hư. Ơi ơi này ngon nè, mé đẹp quá. Chị nào lấy bộ này về em bảo đảm với mấy chị luôn, không đụng hàng. Đẹp chưa, nhìn hàng đã chưa. Rồi ai mới vừa 60kg đâu vô đây 60kg đâu. Rồi bộ này 60kg nè. Rồi để cho mấy bà 150. Hàng cao cấp nha, hàng của đồ Win nha mấy chị, 150 giùm em lụa. Cái này là lụa Quảng Châu, vậy chị nhường cho khách khác đi, em không có xài thẻ. Rồi được, nhường khác cũng được, nhưng mà đừng vô chốt nha, chốt lần hai tôi chữ à, xem nói chuyện cũng vui mà mua đi mấy chị, em nói chuyện cũng đứt hơi em lắm. Rồi ai lấy mã này thôi để cho 140 luôn nè,
140 nè, đẹp lắm nè, đẹp ghê. À, lấy bộ này chốt 140 giùm em luôn, 140.000 nha. Hồi nãy đồ này biết nó lai lai đầu được rồi. Chị nên giờ đi vô lai thiệt á. Rồi 140 nè cho Hoàng Diễm nè, đó 60kg đó. Tiện vô lai này sọt chỉ ghê. Để mai đi đơn xong mốt lai. Mốt lai lại cho nó đẹp. Đồ đẹp quá à. Rồi em lên xếp bi tiểu thư nè mấy chế ơi. À lấy bi chốt bi cho em nè, bi tiểu thư nè, cưng lên vô đó, đẹp không? Rồi bi giùm em nha. Em mới nhắn 150 cái còn 140. Ừ. Ồ tức ghê, bớt 10.000. Má em lai. Em lai có cơn lắm rồi. Ai lấy bi chốt bi cho em nè. Rồi bi giùm em. Bi giùm em nha. Rồi bi nè tiểu thư giùm em, hàng cao cấp lưu ý 150. Cái này không xuống 140. Cái này chắc chắn 150 rồi. Tại cái này có hình mẫu mà đẹp nữa, hàng thiết kế. 1000% là bộ này em vẫn bán 150 nha mấy chị. Em không xuống giá nha. Rồi lên Dior nè. Đồ đẹp mấy bà. Lớn mất tiêu. Ừ. Mấy bà kia mới đi mất tiêu rồi. Bi nè 150 chứ chưa em nói rồi, em không bao giờ xuống cái bộ đó. Nhận hàng về là ghiền. Rồi 150 nè. Rồi lên Dior nè. Thấy không? Đẹp ghê chưa? Đó Dior. Ủa Hoàng Diễm có thông tin chưa vậy? Rồi Dior này hot girl size SM. Rồi để cho mấy bà chưa chết inbox đó nha bà Hồng Diễm. Bà Hoàng Diễm. Rồi ai lấy mã này chốt em 130. 130 giùm em nha. 130 đủ mấy bữa nay ngày gì ngày lồn gì mà gặp toàn gửi bi ma không trời. Rồi 130 giùm em Dior nè, new nè. 130.000, ai lấy 130 chốt 300. Đó. Từ từ đi mày lên hết rồi cho tao rồi, đừng mấy giờ tao phát chịch nè. Trời ơi, tao lại cái gì mà tao thấy chịch là tao phỉ à, phỉ trong mình. Nè, ai lấy chịch chút chịch không mấy chị. Nè. Đó, đẹp ghê không? Rồi chịch này em để với chị 70 nha. Nè có đồ dài như thế này luôn nè. Cái này hàng Quảng Châu á, thấy cái tách vàng không? Đây, rồi chịch 70.000 má ơi, cái này mặc tối đủ má thiệt á. Cái gì chứ? Mặc mấy cái này. Giờ nó muốn đứng nâng tới nơi nữa. Ngồi. Đó. Mặc cái này xong rồi giờ cái bụng má, miệng nói thì cái lồn mà chỉ nướng. 70. Rồi em có cái chịch này nè, 90 nè. Chịch này còn đẹp hơn nữa. Rồi 90 giùm em. Rồi ai lấy chốt 90.000. Rồi 90.000 giùm em nha. Đó, đẹp ghê không? Cái con này là đầm ngủ cao cấp nha mấy chị ơi. Nè, nhìn hàng nè giùm em nè, ba tát nè, rồi 90. Ai lấy 90 chốt 90 cho em. Rồi em lấy cái mã này nè. Hàng của Molly Nitra, Essential Size M. Đó. Trời ơi má, nó đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Rồi ai lấy con hồng? Ê cái hồng này đẹp là Tú Phan để dành cho sự kiện đó Tú Phan. Đẹp lắm luôn á. Rồi mã hồng này ai lấy chốt hồng này cho em nè. Hồng này em để cho mấy bà 140 nha. Nè. Em đứng lên cho mấy bà con. 140 giùm em. Đó size M 140.000. Chế nào lấy 140 chốt 140 giùm em. Trời ơi nó đẹp. 140 nha. Ai lấy 140 chốt hồng nè, hồng 140 nè. Rồi tiếp. Rồi lên một cái zoom. Một cái zoom rin. Một zoom rin của bên thấm đặng store. Đây. Đẹp quá, đẹp quá. Nè. Đẹp chưa? 140 cho Thủy Trần nè. Ok, bé Thủy Trần. Rồi tiếp nè. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em size M là thấm đặng store nè thấy không? Hàng Quảng Châu nè thấy không? Rồi zoom rin này ai lấy chốt em size M đẹp lắm chứ ơi. Xuất sắc luôn rồi để cho 150. Zoom rin này bình thường mấy chị mua mới là phải 400 mấy á. Em bán mấy chế 150 chắc coi dễ. Trời ơi size M đẹp lắm mấy bà. Ồ, 150 giùm em. À lấy 150 chốt 150 nè. Đẹp ghê chưa? 150 giùm em nha. Mã này 150.000. Thiệt luôn. Đẹp lắm luôn cho nhà Mai Trang Thùy nè, 150.000. 150.000 nhà Mai Trang Thùy nè, đó, lâu lâu sọc chỉ vô mua cái gì đó rồi đi ra. Rồi tiếp. Trời ơi má ơi cái bộ này nó đẹp quá mấy chị ơi. Rồi ai lấy bộ này chốt bộ này cho em. Rồi 60kg nè, vô đây. Vô đây. Rồi em để cho mấy chị ha. Nè, rồi 130 nè. Ai lấy bộ này chốt bộ này cho em 130.000. Đẹp ghê không? 130 nha, Mochino. Đó, 130. Bộ này 130 giùm em. Trời ơi đẹp lắm mấy bà ơi. Tại vì em xí móng cho em like vậy á. Ai lấy chốt em 130 xích ho treo phía sau bao nhiêu chị? 320. 320 á, size M á, quá thảm. 320.000. Gì? Là làm đồ bán Tết nè, có rảnh đâu. Ồ, lẹ lên. Nhớ nha. Gương hộp gì 100 set là được rồi. Bán Tết sợ không kịp.
Bây giờ ngứa ngứa đầu mà tính nói ngứa luôn. Nửa tháng rồi gửi vô là bán được rồi. Đâu nó cái cuối tháng nó gửi lên. Rồi em lên con này nè. Đẹp nè mấy chị. Rồi ôi đẹp ghê chưa. Nè. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em. Rồi em mời luôn. Rồi mã này em để mấy chế 120. New hay sao chị? New nha. Nói thiệt luôn á, giờ kiếm cái set đó mà thanh lý không, không có thanh lý để bán luôn á. Bây giờ tôi ước gì tôi bán set này hàng thanh lý á. Cái này hàng new á. Size M á 320 ngàn. Hàng trên này không có nào mà cũ hết trơn nha. Không có hàng nào thanh lý, không có hàng nào ký gửi luôn, hàng new không à. Rồi ai lấy mã này chốt em 120. Nè 120 ngàn. Đẹp lắm, con gắm trắng nè. Vải đẹp ghê chưa. 120 giùm em nha. Đó ai lấy 120. Em lấy set hoa. Ok Quách Hảo, địa chỉ số điện thoại đi cưng. Nè khách cũ hả? Ờ tao cũng biết nó đại đi. Trúng thôi. Thề xin trước. Nãy giờ cái đứa này cho tao uống nước luôn á. Mượn cái nước của ông Phương cũng đỡ đi. Lạnh quá cũng muốn. Về. Lạnh quá cũng muốn uống. Rồi em lên trong váy Quảng Châu nè. Rồi trong váy này ngày hôm qua em mới vừa bán 260 nè mấy chị. Size M nè. Mà cái con này hàng thanh lý còn mới lắm. Em để cho mấy chị ha, 140. Nghĩa là mới cắt tát ra thôi. Ngày qua mới bán 260 nè. Chị nào mà lên coi cái like cũ ngày qua 260 nè. Ừ, gửi lại địa chỉ đi Trinh. Nè, ai lấy chốt em trong váy riêng này 140 nè. Đẹp lắm luôn, ngày hôm qua em cháy hàng không có hàng bán cái con trong váy riêng giống này nè. 260, nhưng mà cái này mới cắt tát ra em để với chị 140 nè. Rồi cho Dung Nhi nè. Không, bây giờ đổi ý rồi, bán 230. Bán 130. 130. Rồi. Đùa má. Ai ai không biết hàng A Răng nữa ha. Đùa má. Kiếm A Răng lâu lắm rồi giờ. Cái này là biết sai của ai. Ê mày điện cho cái bà ấy được không? Thùy Thùy Anh Hồ á. Nè A Răng nè. Ai lấy A Răng chút A Răng cho em. Nè xếp A Răng này giùm em nha. Đây nè. Rồi 150 nè mấy chị. Hàng A Răng 150 giùm em nha. A Răng nó đang hot nè. Nó là thêu nổi lên thế này nè. Thêu bằng len đó mấy chị. 150 cái này đang mắc lắm luôn á. Ừ vé 140 chị chốt cho Dung Nhi rồi. À, không chị để em 130 à. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em nè. Đó em để mấy chị 150 nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. SM, cái này size ML. Đẹp lắm 150. Cái này trời ơi cái bà khách đó biết. Để cho chị Thịnh Ngô đi. Ờ chịu quá. Ờ 150 cho bé luôn. Thì Ngô đây. Rồi tự chốt cho khách em luôn mấy chị thấy em ghê không? Em tự chốt luôn á. Tự xử luôn. Rồi cái này là cái gì đây? À, rồi xếp phong thái nè, xếp đẹp ghê luôn á. Rồi ai đã xếp phong thái, chốt xếp phong thái cho em. Phong thái giùm em nha. Đó dễ hương chưa? Mã ô nó đẹp dễ sợ luôn á. Đây. Size M nữa nè. Rồi ai lấy set này để cho set này cho mấy chị nha. Dạng bi ma mà hàng Quảng Châu á mấy chị. Hàng của mấy con hacker á, giống như con Lai Phong Mùi vậy á. Rồi để mấy bà set này ha. 80 ngàn. Ai lấy set chốc set cho em 80 nha mấy chị. Đẹp lắm. Set 80 chốc co giãn đẹp cực kỳ. Rồi chị nào lấy 80 chốc 80 cho em 80 ngàn. Cho chị Quý nè. Hàng này hàng giống Lai Phong Mùi vậy á. Sang cực kỳ 80. Rồi tiếp. Cái này là cái gì nha. Set đó chị. Rồi em lấy set ngố sơ mi nè. Đây ngố sơ mi giùm em luôn. Nè Quảng Châu giùm em nha. Rồi ngố sơ mi chị nào lấy chốt em 90. Cái này đẹp mà chị Lễ. Chân lễ này đẹp nè. Ngố sơ mi 90 ngàn. Rồi chế nào lấy ngố sơ mi chốt ngố sơ mi cho em 90 giùm em nha. À lấy 90 chốt 90. Nè đẹp chưa. 90 ngàn giùm em ngố sơ mi 90 nè. Đó. Chị nào lấy ngố sơ mi chốt ngố sơ mi 90 ngàn cho em. Đưa túi yêu vị đây. Túi yêu vị siêu cấp. Má đẹp quá. Cái này là da thật giùm em nha. Đây. Khách em mua 1 triệu mấy nè. Nè bên trong này thấy không? Có mã code luôn. Đẹp chưa? Hai cái mã code luôn. Rồi túi này bà nào lấy chốt em túi nè. Đây. Rồi LV này em để mấy chị 200 nha. LV 200. Xếp lụa đi chị, có nhiều lắm. Nhiều lắm mà bây giờ đang trứng khí chưa muốn like. Từ từ để lên từ từ, lên lộn xộn mới mấy chị. Rồi ai lấy LV chốt em 200 ngàn, đẹp lắm mấy chị ơi, form rất là đẹp luôn. LV này là dạng như là mấy chị đi du lịch quá, của mấy người mà sang sang á. Đi chụp hình sống ảo á, 200 ngàn cho Hoàng Diễm nè. Con mẹ Hoàng Diễm nhớ cọc tiền nha. Rồi lên Michael Kho. Đây, ba lô Michael Kho nè. Đẹp không? À lấy ba lô, chúc ba lô Michael Kho cho em. Đó, đẹp lắm.
Rồi ba lô này em để cho mấy chị ha. Ba lô Michael Kors nè, 140 nha. Michael Kors 140. Nè cái dây kéo của nó nè, 140 ngàn. Dập khắc đầy đủ luôn. Ba lô Michael Kors 140. Đẹp lắm, còn mới luôn á. Không có bị chày da, không có bị lỗi, không có bị gì luôn. À lấy ba lô, chốt ba lô cho em 140 nè, 140 giùm em nè. Rồi lên tiếp. Cái này là gì đây? Nước hoa. Rồi, nước hoa cao cấp. Cái này hẹn sử dụng tới 2070. Hết like em chuyển khoản. Rồi cái này nước hoa Yamalisa Foundation and Fuji Fragrance Sanke Top No Mago Lia Cantu Couple. Hẹn sử dụng 2070 nè mấy chị. Rồi đó, chị nào lấy chai này không á? Má thơm thiệt. Rồi ai lấy chai này em để mấy chị nào 150 luôn á. Trời ơi thơm thiệt luôn mấy chị ơi. 150 nha, chị nào không lấy em lấy cho. Trời ơi em nói em bảo đảm mấy chị về. Thơm da trên 5 tiếng. Uy tín luôn danh dự. 150 nè. New luôn full box giùm em. Rồi 150 nước hoa nha. Ai lấy nước hoa chốt nước hoa cho em 150. Rồi 150 cho hoàng vàng nè. 150. Rồi tiếp. Rồi em lên túi chai lấy hình khay nè mấy chị. À lấy chai lấy hình khay nha. Nè hàng xịn nè. Đó. Em mở cho mấy chị coi luôn. Này. Nè chai lấy hình khay. Rồi mã này à lấy chốt 150. Chai lấy hình khay 150 giùm em nha. Đó dễ thương chưa. Rồi mã túi chai lấy hình khay 150. Mới ken xà beng không bị gì hết. Thơm mùi dễ chịu không chị. Thơm cái kiểu mà nó đã đã mà nó thoang thoảng á. Cái mùi mà nó làm sao nó không tải được, nó muốn rủ á, nó thoang thoảng gì á chứ nó không có nồng. Túi phải là phạm 150 nè. Rồi tiếp nè. Rồi em lên cái đồ sụp mà ra đè. Ù má ngon hà, rất là ngon quá mấy chị ơi. Rồi em đến em coi sụp này nè. Trời ơi đẹp luôn, full box luôn, để coi size gì đây. Trời ơi má ơi đẹp quá. Từ từ nha. Chắc luôn. Cứ sợ mẹ nói mùi nướng. Trời ơi. Rồi đôi này giùm em size 37 rồi. 37 nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy, ai lấy giày chốt em size 37 nè. Đẹp quá, Prada. Rồi em để cho mấy chị 180 nè. 180 nha. Nè. Cho Phê Lê Phạm. Làm gì Phê Lê Phạm? Ê Phê Lê Phạm để đô bốt Gucci cho em nè. Hôm bữa em hỏi nè. Đây. 230 nè. Size 36 nè. Đó, đẹp ghê không? Gì? Rộng hả? Ồ, rộng hả? Em lấy cái đồ này không? Size 35.5 nè. Cái Gucci đó của chị luôn á. Em có lấy Gucci không? Gucci này của con Hà Linh nó gửi nè. Đó, để em 230. Đưa Prada nè. Prada này size 37 nè mấy chứ. 37 nha. À, lấy 37 chứ 37. Cái này để ngày mốt em like lại đi. Tại vì khách em á, mấy like đầu khách biết em đi đâu mất tiêu chứ. Rồi em lên con len nè, trời ơi má ơi đẹp quá. Rồi một con khóc len cao cấp để sống ảo nha. Rồi khóc len cao cấp, cái này là hàng Âu. Âu 1000% luôn. Nè, hàng Âu nè. Trời ơi nó đã lắm. Rồi ai lấy mã này chốt em mã này 160 nha mấy bà. Mã này 160 giùm em. Ai lấy 160 chốt 160. Thấy Hào cười chứ sao. 160 ngàn. Chế nào lấy 160 chốt 160 nè. Trời ơi má ơi nó đẹp lắm luôn á. Rồi một con khóc len nè. Về em lấy bó trắng. Chị vừa la là em vừa. Chị vừa là em vừa bó trắng á chị vừa. Họ chân em bằng chân chị. 230 này của Hà Linh nè. 230. Rồi lên cao gót cho tôi mua coi. Khoác len cho Kiều Thanh nè. Mới nói nhiều quên mẹ nó tiêu rồi. 160. Khoác len 160. Lên cao gót phải không? Ủa má sao mà tao mặc éo vú là tao không bao giờ tao mặc được thiệt á. Rồi ngày nào cũng vậy chứ. Má ngày nào la cũng vậy á. Đang like nửa chừng là mặc áo vú không được rồi phải cởi ra gì đó. Em không mặc được áo vú, em phải thả rong vậy đó mấy bạn. Mà em đâu có vú đâu. Bốt gót vuông có không chị? Trời ơi quá trời luôn á. Lấy cái đôi bốt Gucci coi. À 34 35 37 38 200 ngàn. Không có gót vuông có gót nhọn được không? Nè. Nè. Rồi 200 ngàn Gucci. Ai lấy Gucci chốt Gucci cho em. 34 35 37 38. Rồi em lên tiếp nè. Rồi em lên bộ. Rồi em lên bộ này cao cấp giùm em nha. Rồi. Dễ thương quá, góc vuông đây.
À, lấy đôi này chốt em size 38 đây, đẹp không? Rồi 150 nè. Góc vuông hở mũi, da lộn mềm luôn. 150 giùm em. À, lấy 150 chốt 150 nè. Rồi à, lấy bộ này chốt bộ này cho em 100 ngàn. Đây bộ hoa cổ sen. Đẹp lắm luôn mấy chế ơi. Rồi chế nào lấy 100 chốt 100 cho em. Có 37 không bà? Thì đó cái đôi u xì có 37 đó, u xì này nè, có 37 nè. 34 35 37 38, lấy đôi lấy size gì là chốt size đó đó. Chỉ có 36 thôi. Rồi à, lấy bộ hoa này chốt bộ hoa này cho em 100k nha. Hoa 100 nè. À, lấy hoa chốt hoa 100k cho em. Hoa 100 ngàn. Rồi em lên cái quần chứ đây. Rồi lên cái quần jean của con Giang luôn nè. Trời ơi má ơi nó đẹp. Đây quần jean là size M nè, hàng Quảng Châu nè. Cao gót á hả? Cao gót mà size gì? Size 37 á hả? Kiếm cao gót size 37 cho nó coi. Rồi. À, lấy mã này size M nè, em để cho mấy chị 160 nha. Size M này 160 nè. Có bộ lỡ không chị? Có em. Có. Rồi à, lấy mã này chốt mã này cho em 160 ngàn nha mấy chế ơi. 160 giùm em hàng lưu nè. Quần jean của Giang Dona nè 160 ngàn. Má ơi nó đẹp lắm luôn mấy chị. Có set thiết kế không xốp hệ chibi. Set thiết kế họ có. Cái gì cũng có hết trơn á. Nè. Mấy set thiết kế nè. Còn set dạ không có luôn, cái gì cũng có hết trơn. Nè. Rồi sale luôn 150 luôn. Ai da 37 nè. Cao góc góc vuông nè 37 nè. Đây. Nè. Size 37 nè. Ủa sao vậy? Sao một chiếc như này vậy? Nè, ai lấy đồ này size 37 nè, 150 luôn. Đó, đẹp không? Góc vuông nè. Cái này cao có 12 phân chứ nhiêu. Chứ có nhiều đâu. Góc vuông dễ mang nè, khỏi bị té. Nè, 37 nữa nè, màu hồng nè, đẹp không? Ai da. Rồi, có 150 à, xẻ luôn nè. Đẹp không? Rồi, ai lấy 150 chốt 150 cho em nè. 150 nha. Mã này 150 giùm em nha. Nè. Rồi 150 nữa nè. Đó. Trời ơi mấy cái này mà không mua thôi á. Lấy tôi. Lấy mẫu nào chị? Cái này cho nó vô đúng size của nó đi em ơi. Gắm vàng rồng sao treo cho em xem với cái đó áo dài nam á. Bán 70 ngàn không ai mua hết trơn. Tiếc quá cao gót không có size 35. Size không có, size 35 một đống luôn á. Size không có được. Nè. À, lấy mã nè, lấy mã nào bị lồn kia thiệt chứ. Màu vàng, màu vàng nè. Nè 150 nè cho mộng thể nè. Rồi tiếp lên đồ tiếp nha. Trời ơi má ơi, má ơi đẹp chưa, đẹp chưa. Trời ơi cái set nè. Rồi xong cái này mặc áo chia là không sao nha, bị dính màu nhẹ, nhìn kỹ mới thấy, nhìn gần không thấy nè, nó dính màu nhẹ là đâu thấy đâu, thấy không? Rồi à, lấy mã này chốt mã này cho em. Trời ơi cái set này nó đẹp lắm. Rồi cái set này chế nào lái chốt em nha. Đó em để mấy chị 100 ngàn. Nói chung cái này là new nha. Nhưng mà cái này là dính bụi chứ mới dính màu vậy mấy bạn. Nhìn nè, có thấy gì đâu, thấy không? Nè nó mờ mờ gì á. Rồi đâu chế cho em. Rồi à, lấy mã này chốt mã này cho em. Để mấy chị 100 ngàn nè. À, lấy 100 chốt 100 cho em. Cái set đấy đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. Chế nào lấy 100 chốt 100 cho em. 100 ngàn giùm em nha. Mã này ai lấy 100 chốt 100 ngàn. Trời ơi cái set này đẹp cực kỳ. 100k thôi. Cao góc 37 bít mũi không bà? À bít mũi hả? Mà 37 hả? Có. Kìa lấy đôi 37 bít mũi cho chị coi. Ok màu hồng. Sát bên. Hồng cao góc ừ. Gắm vàng rồng treo sau chim xem mới cái đó của nam. Lấy thì để cho 70. Nè size 37 nè. Đẹp không? Bít mũi nè, đẹp lắm. Cái hàng này hàng Quảng Châu nè, 170. Hàng này hàng Quảng Châu full box, da đẹp cực kỳ, chất nhũ xịn. Cái này mấy bà vô shop là phải 300 mấy, đẹp lắm. Hàng này là hàng chuẩn luôn, hàng nghiêm luôn á nè. 170 ngàn. Đẹp ha, nè gót của nó nè. Trời ơi xuất sắc luôn á, lấy tô đi. Rồi full box luôn 170 nè, cho bà nội nè. Đây. Rồi em lên cái đầm bi nè mấy chế ơi, dễ thương quá. Rồi ai lấy đầm bi này, chốt đầm bi Quảng Châu giùm em nha, đẹp chưa chưa. Rồi mã này để mấy bà 101. Đầm bi giùm em nha, cao cấp 101 nè mấy chị. Chị nào lấy 101 chốt 101 cho em. 101. Mẹ. Cái gì? Thằng cha mày. Rồi em lên một cái khóc riêng. Em lấy đôi 170 chị hết rồi em. Ê đôi 170 đó hỏi chị nghe còn không? Ra lấy cao gót vô em. Nó hỏi cao gót 170 còn không?
Rồi ai lấy mã này chốt mã này giùm em nè. Trời ơi má ơi cái khóc. Cái đôi màu hồng hồng á. Sao xách một chiếc đi đâu vậy? Nó bị lộn cái chiếc rồi nè. Đủ chưa? Rồi, cái đôi hồng đó coi còn không em? Hồng đó. Thôi còn đôi đào quá. Rồi ai lấy mã này chốt mã khóc riêng cho em nè. Rồi em để với chị 100 ngàn. Đẹp ghê không? Size S giùm em nha 100. Nè khóc riêng cao cấp nè. Em mới inbox xem đôi đó còn không. Em coi. Bốt đen hỏi mũi hết rồi. Rồi ai lấy mã này chốt em 100 nè. 100 ngàn giùm em luôn. 36 5 137. Nghĩ lệ nè. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em nè mấy chế ơi. Trời ơi. Trời ơi một cái quần riêng. Rồi chế nào lấy quần riêng chốt quần riêng cho em nha. Quần riêng ngọc nè. Trời ơi cái gì mà ở trong cái khẩu trang y tế vậy trời. Rồi ai lấy mã này em để cho mấy chị ha 100k. Quần riêng này size 29 là 100k giùm em hàng đẹp á. Nè size 29 là 100 nè. Chế nào lấy 100 chốt 100 cho em. Rồi em lên cái quần đá luôn. Quần 100 cho Nguyễn Điểm nè. Rồi tiếp. Rồi ai lấy mã quần đá chốt quần đá giùm em S và M. S và M vừa nha, quần đá để mấy bạn 150 nè. Đẹp không? Coi dễ giùm em nha mấy chế ơi. Rồi ai lấy quần đá niêu chốt quần đá niêu 150 hai mặt giùm em luôn. Nó không rớt một cái hột lồn nào hết trơn á. Nói chung là mới trang luôn 150. Đó. Quần đá 150. Rồi lên tiếp nè. Rồi ai lấy mã quần Quảng Châu nè. Riêng cốt nhỏ hết rồi. Quần Quảng Châu giùm em luôn, quần Kiều Thúy Tiên nè mấy chị, mấy chị qua Kiều Thúy Tiên nó bán 450 nha. Em bán mẫu này cho mấy chị 160. 160 này là size L. Chị này M vừa luôn 160 nè, Kiều Thúy Tiên nè, Odino là mấy chị biết rồi. Hàng Odino là không có giá, quần đùi không có giá dưới 300.000 một cái nha. Đó là quần sọt riêng, còn quần dài là phải trên 500.000, hàng Odino là hàng Kiều Thúy Tiên, hiện tại nó đang live mặc áo sơ mi với mấy chị. Nè. Quần riêng nè cho chị điện thoại dòng ngọc quý nè 160 nè. Rồi tiếp. Cái rồi. Rồi em lên một cái quần bách ghi của Ngọc Trinh nè mấy chị thấy không? Quần bách ghi của Ngọc Trinh nè, ống rộng. Rồi mã này em coi size gì đây? Rồi size L. Rồi em để mấy chị 100k đẹp lắm. Em đứng lên mấy chị coi. 100k size L. Đây bách ghi ống rộng Ngọc Trinh nè, sang cực kỳ sang luôn. Rồi ai lấy 100 chốt 100. Nhưng mà em nghĩ cái quần này chị nào size M mặc đẹp. L sợ không vừa. 100k. Ai lấy 100 chốt 100. Rồi em lên cái set Mai Phương Bùi 150 nè. Ai lấy Mai Phương Bùi chốt Mai Phương Bùi cho em 150. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Size M nha 150 nè. Rồi Mai Phương Bùi giùm em chính chủ luôn. Nè 150 giùm em nha. Rồi set Mai Phương Bùi 150. Chế nào lấy 150 chốt 150 cho em. Nè. Đó, đẹp ghê không? 150. Cái set này thì thôi khỏi đụng hàng rồi. Rồi em lên tiếp nè. Lên tiếp hồng. Chị có size em không? Em coi size gì? Size gì? Dày hả? Mày hỏi dày hả? Trời ơi xích hồng mày đẹp quá mấy chế ơi. Hồng bánh bèo. Rồi ai lấy hồng bánh bèo chốt em. Hồng bánh bèo 70. Xích hồng bánh bèo giùm em nha. 70 ngàn thiết kế nè. Đó. Rồi mã này giùm em luôn. Đó. Size S 70 ngàn. Chế nào lấy 70 chốt 70 giùm em nha mấy chế ơi. 70 ngàn ha. Ai lấy 70 chốt 70 nè. Đó. Đẹp lắm luôn á. Mã này 70. Mấy chả bây chào. Rồi lên con cúp nè. Chế nào lấy cúp lụa chốt cúp lụa size S cho em. Rồi mã này để cho mấy bà 100k nha, cúp lụa nhũ nè. Size S nè, trời ơi đẹp ghê. 100k giùm em, phải rất là đẹp. Rồi chị nào lấy mã cúp này chốt em 100 ha. Cúp lụa nhũ 100. 70 cho hình phi on nè. Nè. Rồi cái cúp lụa nhũ đó đẹp mà mấy bà không lấy hả? Rồi em lên một cái quần rinh Kiều Thúy Tiên lưng cao. Rồi mã này em để cho mấy chế nha. Rồi đẹp dữ gì trời. Nè nhìn nè. Rồi Mai về đi Mai. Về đi bữa giờ về trễ rồi về đi. Rồi có con nhỏ về sớm đi. Rồi con này size S giùm em nha. Em để mấy chị 130. Kiều Thúy Tiên là 130 niu nè. Trời ơi mẹ ơi nó đẹp ra chưa. Ai lấy 130 chốt 130 cho em nha mấy chế ơi nhìn nè. Trời ơi nó đẹp rụng nụ luôn. 130 ngàn giùm em. Trời ơi đẹp lắm luôn á. Rồi em chốt luôn. 130 nè. Mai về chốt. Trời ơi đủ mấy hai lần rồi nó mua.
hai lần rồi đó. Nãy giờ cái nào tao thích cái mày đớp, nãy giờ tao đâu thấy mày chốt cái gì đâu. Tao thích cái gì mày đưa vô mày đớp rồi. Mới vừa thấy được con kỳ thứ tiên vô chốt 130, bây giờ gặp Mùi Nguyễn. Trời ơi thiệt á, đúng là em đang buồn ngủ mà em gặp lũ đạn á mấy chị. Hồi nãy em có một con gì em thích cực kỳ luôn rồi, con mua nó vô nó chốt. Xong giờ mới thích cái quần cái mua nó vô nó chốt. Tí nữa em thích cái gì cái thiệt luôn, ngay cái món em thích nhất luôn nữa. Đó dưới đó đó. Hảo hả, bóc ra có Phương hả? Rồi em lên nè, nhiều cái set nè, đó đẹp chưa, tới cục cất chưa. Rồi lên set Quảng Châu. Đây. Rồi cái này con Thiên Kim Multiwear, nó biết nó like nhiêu mấy chị, 250 đó. Nó like 250 đó. Đẹp ghê chưa? Ai lấy chốt em set này 140 nha. Hàng Quảng Châu giùm em nha, nhìn chất rất là đẹp, nhìn nè mấy chị ơi, hoa là theo giùm em. Ai lấy 140 chốt 140 giùm em nè, size nè, đó. Vừa lòng hay giảm chị chưa? Rồi mã này 140 nha, cầm cái hàng, cầm cái set này về là biết liền à, 140.000 giùm em. Cho Lâm Gia nè, ok. Lâm Gia địa chỉ cũ đúng không em? 140.000. Đi ra. Đi ra. Đứng lên. Tao tạ mày bây giờ. Tao tạ cũng cứt kìa. Nè tìm rồi đó. Dạy hả? Cho ba này. Bất xạo. Đi cho ba. Rồi em lên set trắng nè. Trời ơi đẹp ghê chưa? Rồi set trắng để em coi xem. Ống len nha mấy chế ơi. Trời ơi vải đẹp quá. Rồi, chế nào để set trắng ống len, chốt set trắng ống len cho em. Rồi ôi. Rồi size M luôn giùm em. Rồi để cho mấy bà một sĩ 2. Có chân váy L không? Mình có chân váy L không? Rồi ai đấy chốt em 120 nè, VIP. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Em 55kg vừa không? Vừa em vừa. Rồi ai lấy loe chốt loe cho em 120. Trời ơi đụng mát nó đẹp. Trời ơi cái bà nào M vô chốt cái set này tôi nói về thì cái vải nó dày lắm. Cái vải của nó nè, đồ này đồ mới trắng tinh nè, đồ hàng shop á, yên tâm. 120.000 thôi. Rồi, em lên một cái set Prada nè. Đó, cưng chưa? Ai lấy Prada chốt Prada cho em. Set Prada giùm em nha. Rồi để cho mấy bà ha. Set này ha. Đây. Trời ơi cưng quá. Rồi một sĩ. Set Prada một sĩ giùm em vest nè, hot girl. Rồi size S luôn. Rồi vest hot girl giùm em nha, 100. Chế nào lấy 100 chốt 100. Chọc cho bé chửi chứ bé buồn ngủ nói chuyện hết nổi rồi. Ai lấy 100 chốt 100 cho em. 100 set trắng 120 cho Hoàng Kim nè. Lên địa chỉ số điện thoại chị nha em ơi. Sợ chốt khách lẻ lắm, khách lẻ là bơm không à. Rồi ai lấy đen chốt đen size S nè 100.000. Đen size S 100.000 rồi lên hoa. Hoa hoa. Trời ơi má cái hoa này nó đẹp. Rồi ai lấy hoa chốt hoa nè. Đẹp ghê chưa? Vải đẹp ha. Rồi set hoa giùm em Babydoll. Ai lấy hoa Babydoll chốt hoa Babydoll cho em. Hoa Babydoll hơi bị đẹp luôn. Rồi để cho 80. Xếp hoa Babydoll 80 giùm em nha. Đẹp quá chứ ơi. 80.000. Rồi ai lấy 80 chốt 80 cho em. May ra chốt 80. Hy vọng là dần này là đừng có ai dần. Trời ơi đủ má đẹp nữa mấy chị ơi. Xuất sắc luôn. Rồi em lên xếp nữa nè. Nu nè đẹp quá. Rồi em mờ luôn. Mã này ai lấy chốt em hàng xịn nha. Để mấy bà 100k. Trời ơi đẹp ha. Rồi 100 cái ơi lệ. Cái mã này mày mặc đẹp mày lệ. 100.000 giùm em luôn. Trời ơi xuất sắc, xuất sắc. À lấy 100 chốt 100.000 cho em nè. Rồi bà Hồng Kim sao không cho cái địa chỉ ta? Cho cái địa chỉ coi, gõ cái tay bị mỏi hay gì vậy? Gõ lấy cái tay gõ bàn phím lên, bấm bàn phím á. Trời ơi. Nè 100.000. Lát lên nằm ngủ sexy. Nằm ngủ sexy hả? Ủa. Hoa cho Triệu Phong nè. Hoa là cái gì trời? Bây giờ đâu có hoa nào đâu. À cái hoa 80.000 nhường cho nó đi. Lâu lâu chứ. Nè nhường cho nó đi rồi em lên cái con đầm. Rồi đầm này ai lấy chốt em 90.000 nha mấy chị. Đây. Rồi đầm giảm quần bao TV 90 body nè. Má bị đau cơ tử quá. 90. Chị nào lấy 90 chốt 90 đi. Đâu gì đó. Hả? Đi sang cô Quân mà nội ơi. Hả? Đi sang cô Quân. Đi sang cô Bông. Mới mới biết đường về mới chạy mệt ghê. Gắn chưa? Gắn ta nữa mày chưa? Mày nói tự nói không? Vậy đó. Mà nổi ghê lây vậy đó. Dây của Nga Cột. Chẳng đứng dây của Nga Cột. Còn lưỡi vô. Nhìn nó hoài vậy. Đây đây. Quanh sư cô quanh. Mày coi ghê thiệt chứ. Đây lại đây. Rồi em là cái set nè. Size S nè. Rồi ai xếp chốt xếp cho em. Trời ơi xếp này đẹp quá à. Đẹp ha.
Rồi set này đẹp cực kỳ luôn, S nè. Rồi 100k giùm em. Set size S hàng new nha mấy chị. Cái này hàng shop. Đẹp lắm, 100k. À lấy 100, chốt 100 cho em. Set 100 ngàn giùm em nha. Alo. Alo. Rồi ai lấy set new nè 100 ngàn. Mã này 100 ngàn giùm em luôn không? 100. Rồi em lên tiếp nè. Trời ơi, một con siêu cấp. Má hồi nó đẹp quá. Con này là xuất sắc đỉnh của đỉnh nè. Đây nhìn con vest nè, đẹp ghê chưa. Rồi mã này ai lấy chốt em 150 nha. FML phù. Trời ơi. Nè cái này là đi sống ảo được chưa. Cái này xài theo một cái đai, xong rồi đội một cái nón xíu xéo mang đôi bốt cao lên. Tới đây nè, bốt đùi vậy mấy chị. Trời ơi là giống con hột hè liền, thiệt luôn. Y chang luôn, một con này hàng Âu giùm em có cầu vai nha. Mới 1000%. Em bán với chị có 150 à. Dạ xanh sao chị bao nhiêu? Dạ xanh nào. Cái này hả, 450, 4 món vé cho bách hợp. Cái này đẹp lắm, cái con này hàng hiệu á. Mới 1000%, mới và thơm nữa. Bà có xét lụa đùi hợp đùi không? 150 nè. Bà nội ơi, ai gọi nè. Alo. Phải chị nè, mũi hả? Không. Cái gì vậy? Đưa cho cô Phương. Wow. Ờ, sao vậy em? Cho hỏi chơi miếng đi. Con của Hào của Phương Trần. Cho hỏi chơi miếng thôi mà. Ờ. Của Hào. Cho hỏi chơi miếng thôi thôi. Không, em ách zalo chị đi rồi chị chụp cái màn hình qua cho coi. Chứ em gõ kiếm không ra đâu. Ừ, ách zalo cho chị gửi số zalo qua cho. Từ nhà anh Thành cho con chơi. Bên Hải Diều thôi. Hải Diều họ mới lượm đi chơi á. Họ thấy nó được bắt lậu. Con cái này có bấm nghe nhẹ không? Không ạ. Rồi lên tiếp nha. Không bấm nghe nhẹ được thôi. Người bà ta bán 350. 300 đó. Bà bán siêu rẻ. Rồi lên tiếp bắp bò rì nè. Đây, rồi ai lấy đầm bớt rì, trời ơi đẹp ghê chưa. Rồi 120 giùm em nha. Đầm hot girl bớt rì nè, đẹp ghê không á chị. Rồi 120 cái vest đó, hồi nó nặng lắm mà nó mới nữa. Nó mới kiên à, nó đẹp lắm. Nói chung mấy chị nhận cái vest đó về mấy chị thích liền. Rồi ai lấy mã này chốt mã bớt rì cho em. Rồi, bớt rì giùm em nha. 120 ngàn. Rồi tiếp nè. Đây mình nói đi, không văn chơi ra làm đi. Đầm cho Muôn Nguyễn nè, 120 nè. Mẹ đó. Rồi tiếp nè. Dây rồi. Ủa cái này là cái gì vậy? Trời ơi đủ mắt rồi. Rồi tới tức nó cù má. Nó chịch 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 mấy chị ơi. Chịch niêu. Rồi ơi 80 ngàn. Được nhà cái này ngon nè. Cái này được. Cái này mà biết gì không? Đâu phải tôi ăn đâu bà ơi. Cái này là áo á. Ờ biết rồi. Rồi ai lấy chốt em 80 ngàn giùm em. Trời ơi má nó đẹp. Đồ em xả hết chưa chị chưa? Cái gì mà hối với gì trời. Mình tao giờ lá ba người nè. Bên này của Hè Linh nè. Bên này của Tú Tú nè. Phía trước mặt tao Nhật Lệ nè. Rồi còn Mai Hình Quốc Như nè, đang trước cửa chưa like nữa kìa. Nè, giờ còn có xác nè, đủ má thì em ra chém luôn đi. Kiếm cho banh chứa lồn luôn. Trắng cho Anna Trang nè. Ê, hồi nội cái xịt rất xa là nội em nội á. Rồi em lên tiếp nè. Rồi em lên một cái áo trắng Quảng Châu nè, đẹp ghê chưa mấy chị ơi. Nè, thấy sang không? Rồi, nè, áo này đẹp lắm, có gài nút phía trước luôn. Rồi áo này em để cho mấy chị 80 nha. Áo Quảng Châu 80 ngàn. Áo Quảng Châu 80 ngàn giùm hai giùm em. Có phải đồ ăn đâu mà ngon bà ơi. Má nó nói chuyện. Rồi ai lấy mã này chốt em 80 nè. Sơ mi trắng này đi biển đẹp lắm mấy chị ơi. Vải đẹp cực kỳ. Cái này là hàng xịn giùm em nha nè. Nhìn hàng là mấy chị biết liền. Rồi ai lấy 80 chốt 80 cho em. 80 ngàn. Rồi hồi nãy ai hỏi nè, bộ lập thể nè. Đây lập thể giùm em nha. Đó lụa đẹp ghê chưa. Rồi em để mấy chị 130. 120 bốc rồi em lấy hết rồi em. 130 này, A 60 ký vẫn vừa nè. A lấy 130, chốt 130 cho em đi. 130 ngàn giùm em nha. Đó, rồi chế nào lấy 130, chốt 130 cho em. Rồi 130 giờ ế quá, lấy chùm đầu luôn nè. Thiệt chứ. Rồi 130 ngàn. Má giờ bán ế quá, trời ế. 130 nha. Rồi tiếp nè. Tiếp tiếp, trời ơi. Một con đầm len. Đây một con đầm len nè của Giang Rona. Trời ơi máu nó đẹp. Rồi bà nào lấy chốt em một xị. Len một xị giùm em luôn. Ai lấy len chốt len một xị nè. Len một xị. Bác tới giờ rồi. Nè cái đầm len này đẹp nè Moon. Cái đầm này đẹp lắm luôn á. Thấy không?
lên móc quá rồi 100 ngàn, ai lấy 100 chút 100. 100 ngàn giùm em nha. 100. Rồi lên bộ lụa eo vì luôn. Bộ lụa eo vì. Ây da, ây da. Ừ. Bộ lụa eo vì nè mấy chị, chốt bốt rồi cho em chưa? Để nói là em sao, con mua chị chốt mua Nguyễn rồi. Rồi bộ này là mọc miên giùm em luôn nha mấy chị nè. Nhận vải giờ không đẹp thì thôi á Niu. Rồi ai lấy bộ mọc miên này em để mấy chị 140 nè. Mọc miên eo vì 140 giùm em nha, không biết có mặc bộ đâu ta. Không biết có mặc bộ giống vậy á. Nè. Mà giờ nhìn đâu thấy đâu, bảy ống nhi nè, 140 này mọc miên á em. 140.000. Rồi tiếp nè. Trời ơi, nãy giờ ai hỏi đùi, đùi hồng. Rồi bộ này nó cũng mua của mọc miên luôn nha mấy chị. Nhìn cái ren mấy chị biết rồi. Đẹp quá. Rồi mã này em để cho mấy chị 100.000. Trời ơi trời, đẹp chưa. Rồi hồng 100 giùm em, bộ mọc miên hồng 100 nè. Xít dạ xanh sau chị bao nhiêu size S em, 450 4 món. Lấy đi nha. 450 4 món. Cái này là của Amy á, Amy nó đang bán 850 đó. Còn new luôn, hồng cho dầu Nguyễn nè. 100.000. Ok dầu Nguyễn, thì anh Ngô em mới chùi cho chị một cái set a răng đẹp cực kỳ luôn, có 150 à. Con nghe nó để dành cho chị á. Chị dù chị có vô trễ em cũng vẫn để dành cho chị rồi. Nè, bốn món nè. Thấy không? Một cái áo lót ở bên trong nè, áo này là thun boris nha. Rồi một cái áo tiểu thư nè, thấy chưa? Rồi một cái chân váy nè. Nè size S nè, 450, dạ xanh. Không có size M, 450 giùm em nha. Em có đăng hình mẫu trên fanpage đó. Nè. Trời ơi, em có để chị cái set đó của Aran á, hoa thêu màu đen đẹp lắm. Nhưng mà bánh bèo, em biết chị thích bánh bèo, có 150 à. Hàng đẹp cực kỳ luôn. Nè. À lấy mã này, chốt mã này cho em 450 4 món. Đó làm gì đi cho nó gọn. Nè 4 món luôn mấy bà nội ơi. Size S nè, nhìn hàng là biết xịn rồi. Ai mà bán 4 món này 450. Em ấy nó đang bán 850 á. Rồi tiếp, lên dâu nè. Trời ơi dâu này chị Thủy Ngô, em biết chị thích bánh bèo. Trời đang mặc đang thấy bộ đồ thiệt đẹp tiện lũng. Lũng cái lỗ thiệt tình đó, chán ghê á. Rồi tiện lũng cái lỗ nè, tức chết đi được á. Nè bộ này size L, M, L nè. Rồi đó sale cho mấy bà luôn. Lũng lỗ mà không thấy đâu. Em thích màu xanh, kiếm em cái M á chị. Làm gì có mà kiếm cái đó, chị mua á, chị mua chị mặc á. Rồi em để bộ này cho mấy chị 70 đi. Lũ Latin nha, 70.000. Ai lấy lũ Latin chốt em dâu nè. Cái này ở dưới á, nó lũng một lỗ mà chị không thấy đâu. Không thấy mình phải soi kỹ mới thấy nè. 70 cho chị nè, lũ Latin đẹp lắm. Hàng đó chị mặc vừa 60kg, cũng vừa nữa, 70.000. Rồi em lên tiếp nè, trời ơi gu chị nè, chị Thị Ngôn. Đẹp không? Cái này là mình mặc dấu quần. Rồi áo này ai lấy chốt 100, áo siêu cấp Mochino thun cô tông 4 chiều giùm em nha, hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Rồi 100k, chế nào lấy áo này, chốt áo này 100k giùm em. Áo 100 nha, ai lấy áo chốt áo 100.000 giùm em. Rồi áo 100 nha. Đây. Hai dâu ghê. Ai đổ một kêu ghê. Rồi là bộ lụa nè. Rồi ai lấy bộ lụa này, chốt bộ lụa này cho em lụa Latin nha. Nè đó, đẹp ghê không. Rồi đếm coi bộ này size gì đây. Rồi bộ này em để cho mấy chị 95.000 luôn. Cái này là mặc rồi nhưng mà còn mới lắm. Đây 95.000. Rồi bộ này là lụa Latin ha, Latin Quảng Châu, lụa Latin. Chế nào lấy 95, chốt 95 cho em. 95.000 giùm em nha. Ai lấy 95, chốt 95 nè. Rồi em lên dâu nữa nè. Trời ơi dâu này đẹp quá, dâu này ống le. Đẹp ghê chưa. Rồi dâu này để mấy bà ha. Đây đẹp lắm. Dâu này chị Thủy Ngô mặc đẹp nè. Dâu này em để mấy chị 100.000. Xít dạ hồng chị mặc còn không chị, còn 370. Dạ hồng 370 nha. Rồi ai lấy mã này, chốt mã này cho em. Đó 100k đẹp cơ chưa. Cái này đẹp nè, cái tay nó đẹp nè. Hàng Latin nha mấy chị ơi. Ai lấy mã này, chốt mã này cho em 100. Đẹp lắm, ống le luôn á, 100.000. Nè. Đó giờ này em cũng đuối rồi. Em cầm đồ còn không nổi nữa. Em cầm đồ còn không nổi với nó chị. Rồi em lên set nè. Trời ơi đẹp ghê không, gấu xanh. Ai lấy gấu xanh, chốt gấu xanh cho em 100.000. Set gấu xanh 100.000 giùm em nha. Gấu xanh 100.000. Nè, gấu 100.000. 100 cho Thị Ngô nè, dâu nè. Dâu 100.000 cho bả nè. Rồi ai lấy gấu xanh, chốt gấu xanh cho em nè. Gấu xanh cho em. Rồi, cái gì đây? Trời ơi, em lên cho mấy chị. Cái dâu của em hết rồi. Em lên cho mấy chị một cái đầm.
làm sơ mi baby doll này đẹp không mấy chị? Rồi mã này là mã cao cấp giùm em nha. Rồi chế nào lái chốt em 100k. Nè XML cũng vừa. Chị Thủy Ngô cái này dễ thương nè. Cái tay của nó nhìn nó trẻ nè, 100k. Cái này mấy chị mặc một cái quần quần đùi váy bên trong nó đẹp lắm. À, lấy chốt em mã này 100 giùm em nha. 100k giùm em ha. Mã này 100k nè, đầm cho chị Quý nè. 100k quả đẹp lắm mới ken à. Rồi tiếp. Rồi em lên cho mấy chị một cái set nè. Đây. Cái set dạ nè, màu trắng. Rồi. Đẹp ghê chưa? Rồi em lên một cái set dạ nha. Set dạ này size S A lấy chốt em nha, 120. Nè vải đẹp lắm. Dạ xịn nè, hot girl giùm em nha. Rồi A lấy dạ này, chốt dạ cho em 120.000. Set dạ 120 giùm em nha. A lấy set dạ, chốt set dạ 120, 120.000. Chế nào lấy 120, chốt 120 giùm em. À lấy 120, chốt 120 giùm em nha. 120. Đó, 120 giùm em. Rồi có cái đầm đá nè. À lấy đầm đá này, chốt đầm đá này cho em 200. Rồi. Em qua đồ xẻ tiếp, lấy đồ lệ đi, xẻ cho nó hết cho nó coi. Con đĩ lồ này nó ém hoài à. Ờ bỏ vô đi mốt chị Lan. Mốt chị Lan này đâu. Rồi lên tiếp, trời ơi đụng má đẹp quá. Một cái quần jean này chị Quý ơi. Trời ơi má ơi nó đẹp. Rồi ai đó chốt em quần jean nè. Cái này mới 1000%. Lấy 2 set dạ bớt không chị yêu không. Em khỏi trả giá, khỏi bớt gì hết trơn. Em lấy 2 set thì chị free ship cho em thôi, chứ em khỏi trả giá chị. Không được thì chị để chị mặc thôi. Tại vì cái đó đồ chị mua á, chứ không phải như ấy đâu. Rồi tiếp nha. Rồi ai lấy cái quần jean nè, size M nè. Em để với chị 80 nè. Đẹp ghê chưa, mới 1000%, chắc coi dễ size M nha. 80.000 quần jean lưng cao, đồ này đồ mới không mà mấy chị. Rồi chị nào lấy 80 chốt 80 cho em. Ai lấy 80 chốt 80 giùm em nha. 80.000. Rin cho Nguyễn Nga nè, 80 nè. Bộ chị mặc hả, bộ chị mặc cho anh Esco mua 450 bán 180 new luôn nè. Có một bộ duy nhất nè, bán 180 á. Rin 80 nè. Rồi. Ok, em lấy cái gì? Em lấy set gì? Set xanh với lại set hồng chị mặc đúng không? Set hồng chị mặc đúng không? Hai set hồng và xanh. Xanh 450, hồng có 370 à. Hai set thì free ship thôi. Rồi em lên tiếp nè mấy chị. Trời ơi, chị gì? Chị Thủy Anh Ngô, cái bộ này nè, khách mua 200 mấy đẹp lắm, chị lấy đi để chị 60, hàng new luôn. À, hồng có 370 à. Hồng là set 2 món, còn set xanh là 4 món. Nhưng mà tại chị mặc chị thích, chị phối một cái áo bờ ra trắng bên trong vậy. Chị lấy cái áo trắng là của chị. Ờ 370 với lại 450. Còn set hồng nữa. Lấy hồng cho nó coi luôn. Em xếp cái set xanh trước rồi đưa set hồng xuống đây. Em được tặng gì không chị ơi? Trời em ơi. Cái này là đồ chị mua mắc rồi chị bắt lại thôi. Chị chưa có mặc luôn. Mới đi mặc chụp hình nè. Mà kêu tặng nữa là chết chị luôn á, giúp đã vừa đi ship rồi. Ờ. Nè, đẹp lắm luôn á. Trời ơi, hàng này tụi nó bán 600-700 ngàn, chứ không có ai mà bán 370 đâu nè. Đẹp cực kỳ, đẹp không? Đó, hàng new luôn. Rồi ai đó xích hồng em để với chị 60 nè. 60 ngàn giùm em nha. 60. Rồi tiếp đây. Rồi em có cái quần rin nè mấy chị. Đây, đẹp ghê chưa. Rồi ai lấy quần rin, chút quần rin lưng cao cho em nha. Rồi quần này để cho mấy bà 40 nè. Size M này 40 ngàn. Quần jean 40 ngàn, lưng cao giùm em. Còn set xanh sau chị cho em coi luôn đi. Xanh sau lưng chị là giống set hồng nè, 370 luôn á. 40 cho Nguyễn Điểm nè, 40 nè. Lệ nè. Rồi em lên tiếp nha, set nữa nè. Rồi set này size M nè. Ai lấy chốt em 50 ngàn. New. Set new 50 nè. À lấy set này, cho set này 50 cho em nha. Trời ơi má nó đẹp ra chưa. Rồi 50 giùm em luôn, chế nào lấy 50, chốt 50, set 50 ngàn. À lấy set, chốt set 50 cho em. Set 50 nè, trời ơi cái mã này đẹp lắm luôn, size M 50. Rồi em lên một cái quần jean bắt ghi nè. Quần này là size S giùm em. Rồi à lấy quần này chốt em size S hết đúng không? Ừ đúng rồi. Thì đó, em nói chị mặc mà em hỏi gì. Rồi 50 cho Nguyễn Điểm nè. Rồi quần này A lấy chốt em
cái quần này với áo này phối set cho mấy chị luôn nha. Đó, à lấy chốt em 60 ngàn. Set này 60 luôn đi. Rồi, rồi set này nè, size M nè, 60 ngàn nè mấy chế. Cái áo len này rất là xịn luôn. Rồi nguyên set 60 ngàn. Mấy chị đi chợ, đi nắng, đi mưa, đi chơi giờ cũng cũng nó đầy đa dạng phong cách. Nguyên set 60 cho nó mau hết. S 60 nè. Cho set 60 cho Ngọc Lai Nguyễn nè. 60 nè. Rồi. Sale cho nó hết luôn. Rồi em lên tiếp nè, set nữa nè. Đẹp chưa? Nhìn hàng nè mấy chị ơi. Xuất sắc không? Độn lệ đẹp lắm. Khách em đa số đòi độn lệ không à. Mà tại quỷ thì nó ém em quá, em ghét, em bán rỉ luôn cho mau hết. Nó ém em hoài à mấy chị. Rồi A đã set size S nè. Rồi em để mấy chị 80 nha. Cái quần này nó mua 200 mấy rồi, áo này nó mua 160 rồi. Rồi em để mấy chị set 80 nè. Nè cái này mặt sau nè nè. Cái này mặt trước nè. Set 80 giùm em. Tuyết An 50 giảm hết rồi chế ơi. Rồi A lấy chốt em 80 ngàn giùm em nha. Mã này 80 nha mấy chị ơi. Mã này đẹp lắm. Size M. Mã này size M, quần riêng lưng cao co giãn. Đẹp không? Rồi 80 ngàn. 80 ngàn không đủ tiền mua cái áo nữa thiệt luôn á. Mà tại vì em sale cho nó hết á. Nó ém em hoài, em lai miệng hết cho rồi đi. Ăn không ngon, ngủ yên với nó. Đó, 80. Ai lấy 80 chút 80 nha. Rồi tiếp nè. Em lên nữa nè. Rồi em lên một cái 80 cho Thủy Trần nè. Nguyên set ở này, Thủy mặc cái này đẹp nè em. 80. Của ai vậy? Rồi ai ha, em lộn lấy quần quần nam này, cái đi quần nam của chồng đó nè, quần tây nam nè. Rồi chị nào lấy quần tây nam size 28 này em để mấy chị 60. Quần tây nam mà dạng như của mấy thằng hot boy mấy chị đó, size 28 nè, 60 ngàn, đẹp lắm luôn á. Đây vải đẹp cực kỳ nha, 60 ngàn, của mấy thằng hot boy mà nó kè lửng từ lửng gì đây nè, đó nó lửng gì đó, size 28. Rồi em lên cái đầm này nè, nó nặng 1 kg luôn á, nó mua 100 mấy á. Chị nào lấy em để mấy chị 60. Cái đầm này đẹp lắm mấy chị mặc ha. Mặc đi chơi, mang chạy thể thao sang lắm rồi, 60 ngàn. Mã đầm cao cấp 60. Rồi ai lấy 60 chốt đầm cho em 60 nha. Đầm này mới lắm nè, 60 ngàn hàng đẹp á. Chị nào lấy 60 chốt 60 cho em. Đây. Rồi ai lấy set nè mấy chị. Rồi set này size M giùm em luôn. Trời ơi set này đẹp quá. Size M nè. Rồi set nhung này em để cho mấy chị 70 nha. Nè. Set nhung nhũ nè 70 ngàn. Chị nào lấy 70 nguyên set chốt em 70 nè. Dạng phơm bách ghi xịn giùm em 70 new luôn. 70 giùm em. À lấy 70 chốt 70 cho em. Rồi em lên cái đầm. Mệt. Giày thể thao Gucci còn không em? Có cái gì sexy không? Rồi nghe ô đá nó dính lên nè, 60 cho Triệu Phong nè. Ok nè. Ê em sắp mai hình thức, em sắp mai hình thức như ra đi, ngày mai mình like cho nó, like sớm like đầu xong rồi mình chốt đơn luôn, like mình đó. Còn hôm mốt like chứ giờ mà like like cuối là hơi bị mệt mỏi, like hết nổi rồi. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em đợi tất hiện. Lấy cái gì từ từ nói mới cho được. Bì xì cho em hai. Rồi ai lấy đầm hoa này, baby doll size M này em để mấy chị 70 nha. Hoa 70 nha. Ai lấy hoa, cái hoa 70 cho em. Thôi để mấy bà 60 luôn á. Hoa 60 nè. Không thì khóc. Nói thôi. Cái rồi đúng không? Cái set này đẹp lắm. Set này là mua hơi bị mắc luôn mấy bạn. Nhìn nè. Rồi set này em để cho mấy chị nhìn nè, da lộn nè, Quảng Châu nè. Rồi set này em để mấy chị 70 nha. Mickey. Mickey nè, trong váy riêng nào 70 ngàn. Cho em cái được con size M nha, 70 ngàn. Chị nào lấy 70. Chốt 70 cho em. 70. Lấy chị cái dao quay. Chị lấy bộ dao với bộ tắt hàng Tết cái. Rồi 70 ngàn. Chế nào lấy 70 chốt 70 giùm em ơi. Rồi em lên cái bộ dao nè. Đây, cái này shop á, người ta bán có 400 mấy, trong siêu thị bán 400 mấy một bộ. Em bán chị bộ dao này 100 ngàn. Đây mấy chị coi giùm em cái nha. Nè, full box này 100 ngàn. Xài Tết giùm em luôn, bộ dao phụ kiện nè. Đây. Đây. Nè. Cái này là cái gì vậy trời? Không được quá. Nè, một bộ như thế này nha. Em để mấy chị có 100 ngàn nè. Nè.
bén lắm. Về em giật giùm em nha mấy chị nhìn nè. Đó. Rồi A lấy chốt đi 100 ngàn. Đây. Đầy đủ đồ chơi luôn. Chị nào lấy bộ chốt bộ cho em. Trời ơi cái này thôi chứ. Bộ dao cho chị Quý nè 100 ngàn nè. Ok chị yêu nè. Đây. Bộ dao 100 ngàn cho chị Quý nè. Có full hộp luôn nha. Cái hộp nó đây nè. Đó. Xài rất là sướng luôn. Đi ghé dao nè con. Rồi chị nào lấy chốt em bộ nữa nha. Ê lấy chị hộp sữa tắm trong tủ đi. Hộp sữa tắm cho chị tắm. Hả? Mỹ Lệ luôn nè. 100 nè. Xịn lắm. Cái gì? Mẹ. Sao? Mẹ sao? Mẹ. Bộ cho hoàn vẹn luôn. Bộ cho Lâm da luôn. Mẹ. Bấm biêu luôn nè. Bấm biêu luôn. Mẹ. Rồi em lên cái hộp đựng cơm nè mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt em 100. Cái này là giữ nhiệt nha. Đựng cơm. Hộp đựng cơm đi làm văn phòng hoặc là dở cơm cho chồng mình đi làm, cho con mình đi học đó mấy chị. Rất là tiện dụng luôn. Hộp này là bằng inox nha, cao cấp. Cái này siêu thị bán 290 bán mấy chị có 100 ngàn thôi. Nè, 100 ngàn dùm em. Đầy đủ phụ kiện dùm em nha. Đây là muỗng và đũa nè, thấy không? Muỗng và đũa nè. Cái này là cái chén đựng canh nè. Đây, đi làm văn phòng. Rất là tốt luôn. Cái này bằng inox giùm em nha. Rồi chị nào lấy bộ này em để mấy chị 100 ngàn full box. 100 ngàn full box giùm em. Đi ghé. Chị nào lấy nè bộ này chốt em đi 100 ngàn. Full box 100 ngàn giùm em luôn. Nè. Chơi gì mà vô nó thúi dữ trời. Đi ghé đi. Cái thằng này. Mày lì hả? Mày đi ghé cho tao bán coi. Rồi em lên sữa tắm cao cấp nè mấy bà. Rồi sữa tắm này chị nào lấy chốt em nha. 85 ngàn. Hàng này mấy chị làm quà tặng giùm em. Hàng này mấy chị làm quà tặng giùm em nha mấy chị ơi. Hàng này hàng cao cấp luôn á. Lâu lâu em mới like chứ không phải em like thường xuyên đâu. Mấy chị để ý em ít có like mấy hàng này lắm. Em để em chân tủ cho nó đẹp chị á. Em ít có like mà thường xuyên. Đa số giờ em gửi em mới like cho mấy chị thôi. Sữa tắm rất là tốt luôn. Sữa tắm dừa mà dưỡng da giùm em nha. Hàng chính hãng. Nè nè nè. Bé nó đi vô mà nó thúi ình luôn rồi, dẫm lên cái ra nữa trời ơi. Đây, cho mấy chị coi nè. Rồi ai lấy sữa tắm, chốt sữa tắm cho em. Đẹp chưa? Rồi dưỡng trắng da nha. Sữa tắm dừa nha mấy chị, còn đây là bông tắm nè. Cái này mấy chị làm quà tặng cũng tốt nữa đây. Rồi chị nào lấy mã này chốt em 85 ngàn. Mã sữa tắm giùm em cao cấp nha. 85 ngàn giùm em. Ai lấy 85, chốt 85 cho em. Sữa tắm 85 nè. Đây, 85 ngàn thôi. 85 ngàn. Rồi ai lấy kéo chút kéo cho em. Nè kéo 80 nè. Đó kéo 80 ngàn. Rồi con dao chặt thịt 120. Cán gỗ hàng của Nhật. Dao chặt thịt 120 giùm em. Ai lấy 120 chút 120 cho em nha. Nè 120 ngàn cái dao Nhật nè. Đó. Cái này là chặt xương chặt thịt giùm em. Rồi ai lấy dao chút dao full box nè. Cái này là 120 ngàn. Có còn có một hộp à. Em sale cho mấy chị luôn. Nè 120. À, lấy dao chút dao 120 cho em. Rồi em lên đồ tiếp nha. Bán tập 120 cho Lâm Gia nè. Rồi khăn em để mấy chị ha. Em còn màu hồng. Khăn cao cấp 75 ngàn cái. Like đi không biết nè. Chị like rồi em ơi. Chị like xong hết rồi. Rồi khăn nè 75 ngàn một cái. Nó bự như thế này em nha. Khăn màu hồng nhiêu. Cái này bây giờ em còn có 5 cái nè. Chị nào lấy em sale với chị 75 ngàn nè. Khăn tắm nha mấy chị nè. Chị nào mới chịch ra rồi quấn vô gì đây nè đó. Rồi ở trần ở chuồng vô là ngủ thôi. Không có làm gì hết trơn á. Nè. Rồi chị nào lấy khăn chốt khăn cho em nha mấy chị. Nè nó bự gì đây nè. Rồi đi tắm biển luôn rồi. Hai khăn cho chị Quý nè. 75 ngàn cái nè. Rồi em còn. Em còn 3 cái nha mấy chị. Cái em đang chùm cái đầu nè. Cái này ha nè. Màu hồng không mà không có màu nào khác hết trơn. Khăn cho Mui Nguyễn 75 ngàn. Đó. Rồi chị nào lấy khăn nữa không? Còn 2 cái nha. Đó rồi. Nè mấy chị quấn vô đây nè. Tắm ra. Nè quấn vô đây nè. Để em bé mà. Đó. Ở chồng ở chuồng vô. Thấy không? Rồi quấn lên rồi đi vô ngồi. Rồi ngồi cũng được nữa thấy không? Tiện dụng luôn. Trời ơi rồi cái này mấy chị đi tắm biển cũng được nữa. Làm gì cũng được hết trơn. Nói chung là nó tiện dụng. Nó bự mà nó dày nó hút nước lắm. Hàng này mua kia cũng nhập mà. Chứ đâu phải hàng còn lao đâu. Không. Khăn cho nguyên vỏ nè. Rồi em lấy khăn giấy ướt. Thôi like cái đó hết nổi rồi. Em lấy khăn giấy ướt. Bây giờ không nổi rồi. Mình nổ rồi.
Chị quý em có set này đẹp nè, 80.000. Set này của Bách Hợp nè, Miu nha. Đó, pin đầy nè, thấy không? Rồi size M luôn. À lấy set này chút set nu này cho em 80. À lấy nu chút nu 80 cho em nha. Nu 80 giùm em. À lấy nu chút nu 80.000, đẹp lắm. Nè, new luôn nè. Rồi set nu 80. Chị nào lấy nu chút nu 80 rồi lên đồ. Rồi em lên một cái đầm này, chị nào lấy chốt em. Rồi 50 luôn. Rồi đầm này size M 50 nha, ok nè. 80.000 nè. Cái bộ đó có bất hợp á, 80. Rồi em lên cái đầm này size M, đây hàng ông nè, thấy không? Rồi 50.000. Đẹp lắm, riêng. Cái này là riêng xịn giùm em nha. Rồi ai lấy 50 chốt 50 giùm em nha mấy chế ơi. 50.000. Rồi chị nào lấy 50 chốt 50 cái đầm này, hàng ông. Đẹp lắm. Đầm riêng 50 nè. Rồi em lên tiếp nè. Cái nào? Cái đó 80. Rồi. À lấy set mà đi chùa. Đi chùa giải nghiệp rồi em để cho mấy chị ha, 80 luôn. À lấy đi chùa, chốt đi chùa nè, set lam. Rồi set lam này size M nha mấy chị. Rồi lam này lam xịn, rồi em để mấy chị 80.000 new. Set lam đi chùa 80 nè, đó. Hoa thêu giùm em. Rồi chị nào lấy chốt em 80.000. Lam new nè 80.000. Đẹp lắm, màu hồng luôn mấy bà. 80. Cho mỹ lệ nè. Rồi em lên set thiết kế nè, đẹp lắm. Đây, đây, rồi lên đồ bách hợp nha. Rồi set thiết kế nè, đây hàng hot girl giùm em. Nhung hiếp bộ chùi em hết rồi chị yêu ơi. Ê, chị Nhung hồi nãy, hồi trưa chị Nhung lấy cái áo vest mà của CK chưa? Lên áo vest CK cho chị đi. Calvin Klein á, 120 một cái, đẹp lắm luôn. Nhận hàng về nếu không phải hàng Âu trả em nha. Calvin Klein đó mấy chị. Em lấy nguyên cái bộ mà có cái bọc ở trên người ta coi. Chị nhớ còn 3 cái. Còn 4 cái. Còn 4 cái. Còn. Còn. Đâu? Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em nè. Đây, vest đẹp lắm, si khai giùm em nha, cho coi bên trong. 6 cái. Lúc đầu bán 3 cái thì còn 3 cái. Nè. Đó. À lấy mã này chốt mã này cho em nè mấy chị, si khai 120 đẹp lắm. Blazer Hàn Quốc. Mình lại chuẩn xíu mình nghĩ. Rồi A lấy mã này chốt mã chị cũng mệt. Rồi A lấy mã này chốt mã này cho em là 120 nè, đẹp lắm. Có cầu vai luôn. Con này là hàng Âu giùm em nha mấy chị. Nè, mấy chị thấy nó trong không? Hàng mới. Nó có một cái móc nữa. Rồi để em lên cái set này có đang like. Set này size M giùm em nha, XM cũng vừa. Rồi để mấy chị set này 100.000. A lấy 100 chốt 100 nè. XM cũng vừa hết trơn. Chế nào lấy set này chốt em 100k. Mã này 100k giùm em nha, new set 100k nè. Đẹp lắm luôn, bên trong có quần giùm em nha. Đằng sau có lưng bao chuông luôn. 100.000. Chế nào lấy 100 chốt 100. 100 cho Ngọc Lan Nguyễn nè, hot girl nè. 100.000. Rồi em lên nữa nè. Rồi em lên mã set thể thao nè. Trời ơi, Chanel nè, đẹp ghê chưa. Rồi ai lấy thể thao Chanel chốt em. Nè. Nè, nó thể thao mà nó dạng cái quần đó nè, Alibaba nè mấy chị. Vậy nhường bộ chùi cho chị kia đi. Nhường bộ chùi cho chị kia đi. Rồi, ai lấy set Chanel này để mấy chị 70 nha. Chanel nè. Đó, 70.000. Chanel 70.000, cái này mà ai mà dạng hip hop á này mặc thì được. Rồi em ra cái quần nè. Trời ơi, đẹp ghê chưa. Rồi, cái quần ấm rộng này chế nào lấy chốt em 100k. Lên đó bài nữa đi. À lấy chốt em 100k, nó làm gì mà chơi vô nó hôi ghê ăn hèo á. Sạc đa năng đâu hả? Bên phòng á. 70 cho chị Nhiễu Quỳnh kìa. Xét hip hop 70 cho chị Nhiễu Quỳnh. Rồi à lấy quần này chốt quần này nha, khách mua rất là mắc luôn á, đẹp lắm. Nè, ở đây cực kỳ luôn, để mấy chị 100.000. Nè size L nha mấy chế ơi. L nè, cái áo xanh đen kêu trên xào. Cái này là cái set á. Set này là size L. Set đó ai lấy chốt em. Cái đó hàng khu Biêu Rác nha. Nè, để cho mấy bà nè. Đó, 350. Đẹp lắm luôn. Cái này là hàng này size L. M cũng vừa, tại nó là chất len đó mấy chị. Rồi chị nào lấy cái quần này chốt em, cái quần này em để mấy chị 100 nha. Nè, đẹp lắm luôn, quần miêu quá, 100.000, ống rộng á, mà hàng hàng cao cấp á. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em ha, 350. Cái áo xanh đen là cái gì? Nè, đẹp lắm luôn á, cái chân váy của nó nè. Trời ơi, sang cực kỳ, cái này là tại vì hàng Tết, hàng cao cấp của bên khu Biêu Rác đó mấy chị.
nó đẹp dữ lắm luôn. Rồi quần chị Diệu Quỳnh size L nha chị ơi, size L 100.000. Rồi em lên tiếp nè. Rồi em lên một cái set nu nè, đẹp ghê. Cái này trời ơi, gu của bà Nhung. Size M nha mấy chế, gu của bà Nhung. Gu bà Nhung rồi. Rồi để cho 130, đẹp quá. Set set Thái giùm em 130. Trời ơi má ơi, nó đẹp chưa. Rồi 130.000 M giùm em. Ai lấy nu chút nu 130 giùm em nha. Đẹp mà em không vừa. Ừ. 130.000. Ai lấy 130.000 chút 130.000 giùm em. Trời ơi cái mã này nó đẹp lắm luôn. Cái nu này đẹp lắm mấy chị. Cái set nu này là mới luôn á. Rồi. Cho chiêu kho nè. Nu 130 nè. Rồi tiếp nè mấy chị. Rồi chị nào lấy áo. Đây, em cho mấy chị coi cái áo nè. Bây giờ em cũng trẻ biết nè. Nè, đây, trời ơi đẹp ghê không. Bây giờ cái áo này mặc làm sao cũng không biết nữa đây. Nè, cái này là hai cái nách của nó nè. Thấy không, hai cái tay của nó rớt vai một bên mà cổ đổ xuống á. Nè, đẹp lắm. Ai lấy áo này để mấy chị 70. Nhưng mà chị nào size L đi, nó mới vừa áo mặc kinh nè. Thấy cái lông nó mềm không. Rồi em để mấy chị 70.000. Mấy chị mặc ha, nó dạng như mà xéo vai á. Nè, nó cổ đổ xuống gì đây nè. Đổ trước, đổ sau á, đẹp lắm. Mặc cái chân váy á giùm em. Rồi em lên tiếp nè. Ủa vậy hả? Cái này nó khó hiểu quá mấy chị ơi, em cũng hiểu. Trời ơi, đâu có được. Cái này là hai cái nách của nó nè, xem mà ngược hả? Đâu có được. Cái này hai cái nách của nó trên này nè, còn này dưới là bao chuông mà sao ngược. Chẳng lẽ mặc ống. Mặc ống thì hai cái này là hai cái nách của người ta mà. Thấy không? Được. Cái này mặc sao mấy bà? Cái này là hai cái nách nè. Gì kỳ vậy? Thôi này khó quá. Thôi khó quá mấy chị ơi, khó quá châu em. Trời ơi không có hiểu được cái kiểu của nó luôn á. Không hiểu được. Rồi ai lấy mã này, chốt mã này chị em. Nó kỹ quá. Nè set này cao cấp nè. Rồi chị nào lấy set này nè, bờ ra đà nè, thấy không? Hết pin rồi kìa. Rồi set này size M. Nè đẹp lắm luôn á. Đây. Rồi em để cho mấy chị cái set này ha, đẹp lắm luôn. 160.000. Hàng bờ ra đà nè mấy chị. 160.000 giùm em. Rồi cho Ngọc Lan Nguyễn nè. 160, cái đó hàng siêu cấp á, chung váy người ta mua 300 mấy rồi. Bách hợp nó mua 300 mấy. Rồi em lên cái đầm nè. Rồi cái đầm này của Vi Bình Chi nha mấy chị ơi, hàng cao cấp nè. Cái set nó size M. Trời ơi, cái đầm đẹp chưa? Rồi ai lấy đầm này chốt đầm này. Ê chị Quý, đầm này đẹp nè. Chị Quý, đầm này em để mới chế 130 nha. Tại đồ bách hợp đồ cao cấp không à. Hàng niêu nha. Đây nè. Rồi ai lấy 130 chốt 130 cho em. SML vừa giùm em. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em nè. 130 đẹp lắm luôn á, vải đẹp lắm. Rồi ai lấy mã này chốt em 130 nha mấy tình yêu ơi. 130 rồi em lên một con khoác nam size XL, 2XL khoác nam mà hàng size to. Rồi ai lấy khoác này chốt khoác này giùm em. Trời ơi má ơi nó đẹp chưa. Rồi mã khoác này em để cho mấy chế nhiêu đây. Đẹp quá à. Khoác này em để cho mấy bà 150 nha. Tại cái này hàng cao cấp. Cái này để cho chị Hạnh đi. Size 2XL biết không? Bữa chị Hạnh vừa không ta? 2XL nè mấy chị, hàng to mà nam, mà nam siêu cấp á, đẹp lắm. 130 cho Triệu Phong nè. 130 cái đầm cho Triệu Phong. Huỳnh Phi On nè, 2XL nè, 150 nè. Rồi em lên tiếp nè. Đây em lên set ren tiểu thư, dễ thương ghê chưa. Rồi set này size S giùm em nha. Ai lấy set này size S nè, đây. Trời ơi đẹp quá, em để mấy chị 90. Set 90 giùm em. Ai lấy set cấp set 90 nha mấy tình yêu. Set 90.000. Rồi chế nào lấy set chốt set 90.000 giùm em. Trời ơi cái mã này nó đẹp. 90 nha. Set 90 nè. Đó, hàng cao cấp luôn. Nè quần jean nè, lưng cao size S luôn. Set 90. Chị nào lấy 90 chốt 90 cho em. 90.000 đó. Rồi em lên cái trời ơi, em lên một cái set nhung Gucci. Nè. Rồi set nhung Gucci. Rồi chị nào lấy set này chốt set này cho em. Trời ơi size M nhung le nè. Đẹp không? Đây cái túi đó phía trước nè. Trời ơi, rồi set này lại M lớn nha. Rồi chị nào lấy set này để mấy chị 100.000. 90 này lâm da không có dừa.
55kg mà chọn size S mày. Rồi ai lấy mã này chốt mã này nè. Trời ơi xít nhung loe giùm em. Rồi em để mấy bạn 100 ngàn hàng ống loe nha. Mà size M lớn nha mấy chế ơi. Đẹp lắm luôn. Đó. Ai lấy chốt em 100 ngàn. Chế nào lấy 100 thì chốt 100 cho em. Rồi em lên tiếp nè. Trời ơi một con dạ xịn. Tiểu thư. Rồi con dạ này bà nào lấy chốt em con dạ tiểu thư để cho mấy bà 120. 120 giùm em. Đây là cái đai của nó nè. Đây cái dạ khoác dạ giùm em 120 nha. 120, 120. Rồi 120 nè. Cái này là cái đai nè. Thấy cái tay nó không? Rồi ai lấy dạ hồng chốt dạ hồng. Cái này XM Dũng Dừa bên hông là nó có đồ sỏ vô cái đai cho mấy chị nè thấy không? Rồi 120 ngàn con dạ hồng giùm em nha. Con này đẹp lắm. Con này là SM Dũng Dừa giùm em ha. Nè nó có cái đai của nó nè. Đó 120 ngàn. Chế nào lấy dạ hồng chốt dạ hồng cho em. Rồi em lên tiếp. Mai đi đơn. Ừ mai đi đơn đó em. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em con trắng nè. Size L rồi trắng này em để cho mấy chị ho 60. New. Trắng new 60. Rồi em lên một con Cochrane nè bụi nè. À lấy Cochrane chốt em SML vừa em để mấy chế một Cochrane 120 nha. Cochrane xịn 120 giùm em. À lấy Cochrane xịn chốt Cochrane xịn cho em nè. 120 ngàn. À lấy riêng chốt riêng cho em 120. Cochrane 120 giùm em luôn. Trời ơi má ơi nó đẹp lắm luôn đó mấy bạn. 120 ngàn. Rồi em lên một con pasta tiểu thư. Đây. Rồi con này size M giùm em nha. Đó, eo 70 đổ về. À lấy con pasta chốt pasta cho em 100. Pasta 100 giùm em luôn. Pasta 100. Rồi có một cái chân váy da nè, bạn nào lấy chân váy da chốt em 90.000. Chân váy da size M nè xịn lắm. Chân váy da nhũ da bạc á. Đây 90. À lấy 90 chốt 90 cho em. Rồi lên set size S đây. Rồi ôi. Rồi chế nào lấy set size S chốt set size S cho em rồi để cho mấy chị 50 nha. Set size S nè. Đây có phối ngọc luôn 50.000. Set size S 50.000 giùm em luôn nha mấy chế ơi, 50. À lấy 50 chốt 50 nè. Rồi em lên một cái set tiểu thư luôn. Đây, cái áo tiểu thư nè. Rồi chân váy nè, size M lớn nè. Rồi set này chế nào lấy chốt em 80 nha. 80.000. Rồi một cái đầm nhúng đỏ. Ai lấy nhúng đỏ chốt nhúng đỏ cho em. Nè, nhúng đỏ size M rồi để mấy bà 90. Nhúng đỏ 90. Em có con này của Mai Phương Bùi nè. Đây nè. Size M nè. Rồi ai lấy Mai Phương Bùi chốt em 100k. Mai Phương Bùi 100k giùm em nha. Rồi mã Mai Phương Bùi size M chị nào L vừa giùm em 100.000. Rồi em lên một cái ghi lê kim sa. Trời ơi cái cặp áo này dễ thương quá. Đây. Rồi áo này ai lấy chốt áo này cho em là 90 nè. Đây mã áo kim sa. Cái này mấy chị mặc cái quần đùi giùm em nha. Rồi một cặp giùm em luôn. Cái này nó ghi size M em nghĩ size S cũng vừa. Rồi cặp này giùm em để mấy chị hơi 90 nè. Rồi em lên một con đầm Noel cao cấp đầm dạ. Đầm dạ xịn. Đầm dạ xịn này size M luôn. Chị nào lấy chốt em 130. Đầm dạ xịn 130 nè. Có chất nhũ nè. 130. À lấy 130 chốt 130. Rồi em lên một con hồng. Gì? 90 cho Đinh Trang kìa. Áo á. Ừ. 90 nè. Rồi em lên hồng nha. Hồng cao cấp nè. Còn như tát luôn. Của Alice Store. Đây. Nó đẹp ghê chưa. Rồi mã hồng này chế nào lấy chốt hồng cho em. Alice Store. Trời ơi má nó đẹp chưa. Rồi 150. Con này size SM cũng vừa giùm em nha. Nè. Đây SM cũng vừa, con này 150 Alistar mà nè. Con này ren hồng nè, cái nút kim cương nè. Đó, chị nào lấy chốt em 150 con này. Mã này 150 ha. Ai lấy 150 chốt 150 cho em. 150.000. Rồi lên tiếp đây. Rồi em lên một cái set nè. Trời ơi set nè, đẹp nè. Set này đẹp lắm luôn á. Trời ơi dễ thương không? Đây cái này là cái áo mà áo đầm á mấy chị, áo đầm á mà bẹp vai nè. Đó. Rồi cột lại. Ê cái này là cái chân váy mấy bà. Chân váy nè, set này hàng Âu, size M luôn, để em lên cho, em cột cái nơ lại nè. Cái set này là chân váy nha, với lại cái áo của nó là một set. Nè. Mấy chị cột cái nơ lại đây nè.
đó. Rồi một cái áo, một cái áo nữa, rồi cái set này size M để cho mấy bạn 120 ngàn. Ai lấy 120 chốt 120 cho em 120 giùm em nha, mã này 120 đó. Rồi lên một cái dạ đỏ, đây một cái dạ đỏ. Rồi chế nào lấy dạ đỏ new giùm em để mới chế ha, 150. Dạ đỏ 150 giùm em nha. SML vừa đẹp ghê chưa. Rồi một cái dạ đỏ giùm em 150 ngàn, chế nào lấy 150 ngàn, chốt 150 ngàn cho em. Ai vậy? 150 ngàn giùm em luôn. Rồi em ra cái xanh nè, ai lấy dạ xanh chốt dạ xanh cho em. Dạ xanh này thì nó size L đẹp lắm. Rồi dạ xanh để cho mấy bạn 150 nè. Đẹp ghê chưa. Dạ xanh 150 giùm em ha. Đó, đẹp lắm. 150 nha. Dạ xanh 150. Thôi em nghỉ nha mấy chị, chứ giờ em mệt lắm. Y em lên con áo tiểu thư này rồi em nghỉ với mấy chị nè. Đây con áo dạ nè, chốt đầm hồng 150. Yến Nhi nè 150 nè, đầm hồng Alistair nè 150. Giờ em cũng mệt rồi, em la từ trưa giờ luôn. Rồi ai lấy con áo tiểu thư này em để cho mấy chị hơn 90 ngàn. Tiểu thư nè, đẹp lắm luôn. Chất dạ giùm em nha, 90. Áo này new nha mấy chị. Áo này mấy chị mặc cái chân váy rồi size SM dưới 50kg giùm em luôn. À lấy áo chốt áo cho em 90. Áo 90 nha. Áo 90 ngàn cho Đinh cho em. 90 ngàn. Trời ơi, gieo nhiệt bụng gì ở đâu nhiều lắm. Em lên một cái gieo nhiệt bụng nè. Đây. Rồi cái nịch bụng nè mấy chị, ai lấy nịch bụng chốt nịch bụng cho em. Đó, em để mấy chị 50. Nịch bụng 50 giùm em nha, nịch bụng này để mắt đầm nè, thấy không? Nịch bụng trơn nè, 50 ngàn. Ai lấy nịch bụng chốt nịch bụng 50. Rồi. Rồi em lên một cái nịch bụng Burberry nè. Yến Nhi lên địa chỉ số điện thoại nha. Đừng có xẻ đơn nữa nha em. Nè đó mấy chị quấn đẹp ghê. Rồi cái nịch bụng này em để mấy chị 70 ngàn, bụng này xịn lắm luôn. 70, ai lấy 70 chốt 70 cho em. Trời ơi nó nặng mà cố luôn. Burberry nè 70 ngàn, chế nào lấy nịch bụng chốt nịch bụng 70 ngàn giùm em nha. Đó 70. Rồi em lên cái áo nè, trời ơi mai đi đơn giảm cân với đầm hồng cho chị giảm cân ăn tết nhé. Số điện thoại của chị điện hết máy, bữa chị sẽ đơn hết lần rồi đó. Chị cho em lại cái số điện thoại của chị đi để gọi chút đơn đó chị. Rồi em lên cái cặp áo này là đẹp cực kỳ luôn nè. Rồi ai lấy cặp này em để mấy chị 90 nha. Cặp này new nè, 90 ngàn, chế nào lấy 90 chốt 90. Trời ơi, cặp này đẹp lắm luôn, đang hot đó mấy chị. Đó, chế nào lấy 90 chốt 90 giùm em. Ai lấy 90 chốt 90 nha mấy chị ơi. Rồi em lên cái set thổ cẩm nè, đẹp quá. Set thổ cẩm này siêu xinh luôn. Rồi ai lấy set chốt set nha. Có địa chỉ rồi mà không em. Không có nha. Không có địa chỉ. Cho lại chị số điện thoại này, mấy bạn có lấy giảm cân không? Nè nè, cho địa chỉ bỏ giảm cân cho bạn nè. Rồi, áo len bé thỏ mà kiểu bé trai mặc được có không chị? Không em, hết rồi. Rồi ai lấy set thổ cẩm chốt em 70 nè, đẹp lắm chị ơi, set này hàng xịn lắm. Không, xả đi, xả đi. Dạ. Nít ảo rồi, rồi Yến Nhi không chốt đơn rồi, gặp 150. Yến Nhi này gọi chốt đơn không được nè. Nói chung là không có liên lạc với em bằng hình thức nào. Nếu như bây giờ em lấy á thì em phải cọc tiền cho chị đi rồi bên chị mới chốt đơn. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em nha, 70 ngàn. Số đó nãy giờ gọi mai bắt máy đó. Nè mọi người, là mọc miên gốc á, mọc miên gốc á, khách em mua tới 650 á mà nó mặc không có giữ á chị, nó mặc không có giữ á, đâm ra là nó hơi bị dính bụi. Về chị nào chịu giặt á em để với chị 150.
Cái này là mặt biên gấp giùm em nha, chứ không phải là hàng lên đâu. Ai lấy bộ này em để mấy chị 150. Cái này là gu xì gấp luôn, đẹp cực kỳ luôn. Mà khách em mặc không có giữ mấy chị, về mấy chị ủi ra là nó mới luôn à. Nè, giặt bụi ra thôi giùm em là được rồi. Để chế nào lấy thì em để cho 150 nè. Cái bộ gu xì này ai cũng biết mà, đúng không? Còn chị nào còn thì em gửi hình mẫu cho. Bộ này khách em mua mắc lắm luôn á, 150 giùm em nha. 150 cho online nè, em có hình mẫu của mặt miên. Đó, em báo lỗi rồi, về mấy chị cứ nói chung thì cái này là hình hàng mặt miên thật, thật sự luôn. Chị nào tin đó thì mặc, còn không em để cho khách ruột của em cũng được. 150 nè. Cái gì mà mũi mờ mình tùm lum hết trơn vậy? Rồi em lên một con bi nè. Rồi bi này ai đấy chốt em 100 ngàn. Trời ơi bi đẹp quá. Rồi bi này size M giùm em nha, 100. Ai lấy bi chốt bi giùm em 100k. Bi 100k giùm em nha mấy chế ơi. Đó đẹp chưa. Ai lấy bi chốt bi 100. Bi đẹp quá, 100 ngàn. Mã bi 100 ngàn. Đầm bi nè 100. Bi 100 ha. Hôm đó có đánh tan. Giờ chị cọc cho em đi thì em chốt. Rồi Alistar chính chủ nè. Rồi Alice chốt Alice cho em nha. Nè đẹp lắm luôn á. Nè ai lấy Alistar chốt Alistar cho em. Em để mới chế 250 nè. Alistar 250 giùm em. Trời ơi cái này có hình mẫu luôn á mấy bà. 250 giùm em size S nè. A lấy Alice chốt Alice cho em size S nè, 250 giùm em nha. Nè cái này có hình mẫu, mặt không vừa. Rồi A lấy mã này chốt em 250 giùm em ha. Alice nè 250. Rồi mã này A lấy chốt em 250 giùm em nha. Đó 250. Cái này để mốt like, mốt chụp hình cho nghe, chụp hình like lại. Bữa nay đuối quá. Rồi em lên cái ba cái áo nè. Chị nào lấy ba áo này em để với chị 80 nha. Ba áo này 80 ngàn. Cọc thì ngày mai đi đơn cái hộp giảm cân với lại cái đầm cho nó. Rồi ai lấy mã này chốt mã này cho em nha. Ba áo 80 ngàn nè mấy chị. Đó, một cái áo Quảng Châu, áo sơ mi với lại một áo thun bodice nè. 80, chế nào lấy 80 chốt 80 giùm em. Ba áo 80 nè. Rồi em lên một con đầm len. Cái con này đầm dạ nha. Con này dạ nhũ rất là đẹp luôn. Hàng BB của Mỹ. Size S nè. Rồi mã này chế nào lấy chốt em 130 ngàn. Con này đẹp lắm. 130 giùm em. A lấy đỏ chốt đỏ 130 nha mấy chế ơi. Đỏ 130 nè. Nè. Trời ơi đẹp cực kỳ luôn. A lấy đỏ chốt đỏ 130 ngàn cho em. 130 nha. Đỏ 130 nè. Trời ơi đẹp dữ lắm luôn á mấy bà. 130 ngàn. Rồi em lên tiếp nè. Một con dưa mì. Đó, con này đẹp lắm luôn á. Rồi, con này là size, con này là size M nha. Rồi mã này A lấy chốt em 100k. A lấy 100k chốt 100k cho em. Thôi em mệt em nghỉ đi mấy chị. Mệt quá. 100k. Bye bye mấy chị nha. Mệt lắm rồi. Đuối rồi.